Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 75. Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ bảo vệ bên ngoài, thấy Dương Bách Xuyên tới thì ra hành lễ. Không cần đa lễ, cha ta đã xuất quan lần nào chưa? Dương Bách Xuyên hỏi. Kiều Phúc lắc đầu, lão gia bế quan từ 3 năm trước vẫn chưa từng ra ngoài. Ồ, không sao, ngươi và Ngô Mặc Hạ lui đi, vất cả cho hai người rồi. Dương Bách Xuyên nói. Dứt lời, Dương Bách Xuyên bước tới phòng bế quan gọi lớn, cha, sư công phải đi rồi, cha có thể xuất quan gặp một lần không? Hắn gọi lớn nhưng không hề có động tĩnh gì. Không hiểu sao, trong lòng Dương Bách Xuyên căng thẳng, hắn lại gọi thêm 3 tiếng nhưng phụ thân Dược Quốc Trung vẫn không trả lời. Giây sau, Dương Bách Xuyên bỗng sinh ra một luồng dự cảm xấu, hắn sợ cha mình lén trốn đi, một mình xông vào cấm địa Nghiêm gia để cứu mẹ. Nghĩ đến đây, hắn cũng không kiêng kỵ gì nữa, đưa tay đẩy cửa lớn. Cửa vừa mở, căn mật thất không lớn xuất hiện trong tầm mắt, nhưng vẻ mặt của Dương Bách Xuyên lại thay đổi, trái tim đập thình thịch. Không thấy phụ thân đâu, rõ ràng là ông đã đi tới Nghiêm gia một mình. Căn phòng chưa tới 5-60 mét vuông trống không, không thấy bóng dáng phụ thân đâu cả. Trái tim Dương Bách Xuyên run rẩy. Kiều Phúc. Dương Bách Xuyên trầm mặc gọi lớn. Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ vội vàng tiến vào, bọn họ cũng không thấy Dương Quốc Trung đâu. Chuyện này. Cả hai đều bối rối, rõ ràng bọn họ vẫn luôn canh gác bên ngoài, căn bản không hề thấy Dương Quốc Trung bước ra ngoài, nhưng bây giờ người đâu rồi? Gương mặt Kiều Phúc và Ngô Mặc Thu đều thay đổi, hai người quỳ rạp xuống nói, chủ nhân minh giám, từ khi lão gia bế quan vào 3 năm trước, chúng tôi chưa từng rời một bước, cũng không thấy lão gia đi ra ngoài. Lúc này, Dương Vấn Thiên thở dài một tiếng, đừng trách bọn họ, cha ngươi nghiên cứu trận pháp cũng không hề thua kém ta, trò giỏi hơn thầy, có lẽ là đã mở một trận pháp truyền tống để rời đi rồi. Trong lòng Dương Bách Xuyên rất khổ sở, hắn sợ nhất là phụ thân đi tới Nghiêm gia một mình, hiện tại nỗi lo lắng của hắn đã trở thành sự thật. Dương Bách Xuyên phất tay về phía Kiều Phúc và Ngô Mặc Thu, ta không trách, hai người lui xuống đi. Kiều Phúc và Ngô Mặc Thu thở phào nhẹ nhõm, hai người đứng dậy rời đi. Lúc này, Mạnh Trường Thanh phát hiện trong góc mật thất có một tấm bản đồ, lão hít một hơi khí lạnh rồi nói, môn chủ, sợ là cha ngươi đã luyện huyết trận. Huyết trận? Dương Bách Xuyên nghi ngờ, mặc dù hắn cũng hiểu trận pháp, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên huyết trận này. Để ta xem. Dương Vấn Thiên nặng nề bước tới, nhìn trên vách tường. Rõ ràng hoa văn này được vẽ bằng máu đầu ngón tay, lão không nhịn được mà nói, thằng nhóc thối này, không cần mạng nữa hay sao? Nghe những lời nặng nề của hai người họ, trong lòng Dương Bách Xuyên như lửa đốt, hắn hỏi, sư công, huyết trận là gì? Huyết trận là một loại trận pháp có uy lực cường đại, hơn nữa lại vô cùng cực đoan, lấy thân mình làm lò trận pháp, người là trận mà trận cũng là người, uy lực của trận pháp đều dựa vào tu vi và máu tươi của người làm phép. Tu luyện tới đại thừa, một trận pháp chỉ cần một giọt máu cũng sẽ đạt uy lực cực hạn, nhưng ở phương thức trận pháp, rất ít người có thể luyện chế huyết trận tới đại thừa, cha ngươi quá hấp tấp, nhất định là lén lút luyện huyết trận sau lưng chúng ta để xông tới Nghiêm gia, chỉ trong thời gian 3 năm không thể đạt tới huyết trận đại thừa. Dương Vấn Thiên chỉ có một người đệ tử là Dương Quốc Trung, lúc này ông lo lắng cũng không kém Dương Bách Xuyên. Sư công, nếu như huyết trận chưa tu luyện được tới đại thừa thì sẽ thế nào? Dương Bách Xuyên sốt ruột hỏi. Tu vi chưa tới đại thừa, kết quả cuối cùng sẽ cạn máu mà chết. Dương Vấn Thiên thở dài nói. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên trở nên cực kỳ khó coi, sư công, người có thể biết được, phụ thân đã rời đi được bao lâu không? À đúng đúng đúng, để ta xem thử, nếu như hắn mới đi không lâu, có lẽ chúng ta còn đến kịp. Dương Vấn Thiên bừng tỉnh. Lão nhắm mắt, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. 2 phút sau, Dương Vấn Thiên mở mắt ra nói, 3 ngày trước, vừa đúng hôm trận pháp đại diễn sinh thành công, nếu như đại trận hoàn thành sớm hơn 1 ngày thì nó cũng không ra ngoài được. Ôi, nhanh, chúng ta mau tới Nghiêm gia, mong là vẫn kịp, dù sao thì tới Nghiêm gia cũng tốn nhiều thời gian. Dương Vấn Thiên vội vàng nói. Dương Bách Xuyên gật đầu, hắn cảm kích nhìn ông một cái. Dương Bách Xuyên cũng không làm ầm lên. Chỉ tìm vợ cả Triệu Nam, giao mắt đại diễn sinh trận và đại trận truyền tống cho nàng,
sau khi thông báo một tiếng với Mạnh Trường Thanh, ba người Dương Vấn Thiên vội vã đi tới Nghiêm gia. Không mang theo người khác bởi vì Dương Bách Xuyên biết, Nghiêm gia có cao thủ cảnh giới phân thần, cao thủ nhiều như vậy, đi đông tới đó cũng vô dụng. Có Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên chắc là đủ rồi. Chấm chấm chấm. Đợi sau khi tiến vào hang ổ của kẻ địch, Dương Vấn Thiên nói, đợi ta mở truyền tống trận, chúng ta trực tiếp đi thẳng tới cấm địa Nghiêm gia, cho dù cha ngươi có đi cũng sẽ bị người của Nghiêm gia ngăn bên ngoài cấm địa, đi tới đó quá lãng phí thời gian. Dứt lời, Dương Vấn Thiên ép ra ba giọt máu trên đầu ngón tay, vung tay về phía không trung, trong miệng lẩm bẩm gì đó, một tay đánh ra phù chú, ngay lập tức, một cánh cửa hình tam giác xuất hiện. Được rồi, chúng ta vào thôi, may mà lần trước tới cấm địa Nghiêm gia, ta đã lưu lại dấu vết, nếu không thì sẽ không thi triển được truyền tống trận. Dương Vấn Thiên thô bạo nói. Để xây dựng một không gian truyền tống trận nhỏ cũng khiến ông hao tổn không ít tinh lực. Cả ba người lần lượt tiến vào truyền tống trận. Giây sau, khi bước ra thì ba người đã ở trong một thung lũng. Ngay lập tức, bên tai Dương Bách Xuyên truyền đến tiếng chém giết. Hắn ngẩng đầu nhìn, cách trăm mét có một ngọn núi đỉnh chạm mây, cả non núi này nhìn qua thì không có màu xanh lá cây, nhẵn bóng trơ trụi, giống như là một cây gậy từ trên trời cắm sâu vào lòng đất. Mà dưới chân ngọn núi này lại có một hang động hình đầu lâu, khiến cho người ta có cảm giác như bộ xương khô từ vực thẳm đang há miệng ra muốn nuốt người. Dương Bách Xuyên đoán, có lẽ hang động hình đầu lâu kia chính là cấm địa Nghiêm gia. Cách hang động 100 mét, máu chảy thành sông. Vừa nhìn đã thấy có 4-50 cao thủ đang vây thành một vòng, ở giữa là huyết quang ngút trời, tất cả bọn họ đều đang vây đánh ánh sáng màu đỏ kia. Do ánh sáng cường đại xông thẳng lên trời nên không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Nhưng Dương Bách Xuyên đã đoán được, có lẽ bên trong ánh sáng đỏ như máu kia rất có thể là phụ thân Dương Quốc Trung. Lúc này, vành mắt Dương Bách Xuyên đỏ lên. Nhìn kỹ lại, trong số 6 người kia còn có tu vi cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn, hơn 10 xuất khiếu hậu kỳ, 15 xuất khiếu trung kỳ, còn lại là tu sĩ xuất khiếu sơ kỳ. Một đống thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, mùi máu tươi sộc lên vô cùng gay mũi. Rõ ràng nơi này đã xảy ra một trận chiến đẫm máu. Dương Bách Xuyên thét dài một tiếng, hắn không kiêng kỵ thêm gì nữa, vung kiếm đổ long về phía vòng vây. Nếu sư công đã nói cha hắn tu luyện huyết trận, vậy thì ánh sáng màu đỏ đang bị đám người Nghiêm gia vây quanh chắc chắn là phụ thân Dương Quốc Trung. Vẻ mặt Dương Vấn Thiên và Mạnh Trường Thanh thay đổi, hai người liếc nhau một cái, hai người họ một trái một phải xông lên cùng Dương Bách Xuyên. Dương Vấn Thiên, tới đúng lúc lắm, hôm nay lão phu sẽ giết chết ngươi, xem ngươi dạy ra đồ đệ tốt gì đây, hai lần xông vào cấm địa Nghiêm gia ta, giết chết mấy trăm đệ tử Nghiêm gia, món nợ này hôm nay lão phu sẽ tính toán với ngươi. Khi ba người đang xông tới, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nghiêm Tử Sơn và Nghiêm Tông Thanh xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này, tóc tai hai người họ bù xù, nhìn qua có chút nhếch nhác. Mạnh Trường Thanh hừ lạnh, quay sang nói với Dương Bách Xuyên, môn chủ, người đi cứu cha ngươi, hắn ta ở bên trong ánh sáng màu đỏ, đó là huyết trận thiêu đốt, chậm trễ là không kịp nữa đâu, hai lão già này cứ giao cho bọn ta. Dứt lời, Mạnh Trường Thanh xông về phía Nghiêm Tông Thanh, hiện tại tu vi của ông đã là phân thần sơ kỳ, mặc dù chưa đạt được thành tựu cảnh giới phân thần, nhưng có thêm một thân trận pháp, ông quả thật không sợ Nghiêm Tông Thanh. Còn Dương Vấn Thiên lại trầm giọng nói với Nghiêm Cơ Sơn, Nghiêm Cơ Sơn, nếu như đồ đệ ta có chuyện gì xảy ta, Dương Vấn Thiên này sẽ nghiền ngươi thành cho bụi. Ha 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 Dương Vấn Thiên, hôm nay phải khiến ngươi thất vọng rồi, tên đồ đệ ngu xuẩn của ngươi vậy mà dám tu luyện huyết trận, cho dù hắn ta thiêu đốt máu tươi, cưỡng ép tăng tu vi tới cảnh giới phân thần, giết vô số đệ tử Nghiêm gia, nhưng hắn cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, hôm nay nhất định là ngày mà Dương Quốc Trung hồn phi phách tán. Nghiêm Cơ Sơn cười nham hiểm nói. Bốn cao thủ cảnh giới phân thần đánh nhau, tình thế đột ngột thay đổi. Mà Dương Bách Xuyên lại xông thẳng về phía ánh sáng màu đỏ. Sau khi tới gần hắn mới nhìn thấy rõ, bên trong vầng sáng kia quả thật có một bóng người, mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng cảm nhận qua khí tức, người này chính là cha hắn. Mà 40 cao thủ xuất khiếu kỳ của Nghiêm gia đang vây quanh thành một vòng, làm phép với cha hắn.
Nhìn qua thì có vẻ đây là một trận pháp cường đại, bọn họ đang cố gắng hết sức để trấn áp người ở bên trong. Nghe Nghiêm Tử Sơn nói, cha hắn vậy mà tới nỗi cưỡng ép tăng tu vi lên cảnh giới phân thần, chẳng trách lại giết chết nhiều người của Nghiêm gia như vậy, chẳng trách mấy chục gã cao thủ đến bây giờ vẫn chưa bắt được cha. Hóa ra là ông đã cưỡng ép tu vi lên phân thần, công thêm khả năng trận pháp trò giỏi hơn thầy cả cha, hơn nữa đây còn là huyết trận, kiên trì được đến hiện tại đã là hiếm thấy. Có điều cũng vì như vậy mới khiến trái tim Dương Bách Xuyên co rút lại, hắn biết cha hắn đang dùng tính mạng để đặt cược, ông muốn tiến vào cấm địa Nghiêm gia, nhưng đáng tiếc là quá nhiều cao thủ, ông đã bị chặn trước cửa. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên tức giận tới mức hộc máu, nhưng lại bị hắn áp chế xuống, cách đó hơn 20 mét, Dương Bách Xuyên vung một kiếm về phía 40 gã Nghiêm gia đang dùng trận pháp chèn ép cha hắn. Nhất kiếm nhất hắc liên, một biến thành hai, giết chết cho ta. Kiếm khi cường đại khiến cho trời đất tối sầm lại, một kiếm chém ra, hai địa hắc liên xuất hiện xông thẳng về phía 40-50 cao thủ Nghiêm gia. Cách đó hơn 20 mét, một gã Nghiêm gia trong số đó nói, lão nhị, lão tam, hai người đi giải quyết tên tiểu tử kia, những người còn lại tiếp tục vận chuyển trận pháp, phát kiệt Dương Quốc Trung cho ta. Dương Bách Xuyên biết, tất cả Nghiêm gia đều muốn toàn lực để giết chết cha hắn. Bọn họ không thể đánh bại được người cưỡng ép đạt tới cảnh giới phân thần, vì vậy mới liên hợp lại, lấy số người đông để áp chế, trong quãng thời gian dài, đương nhiên tinh lực của cha hắn sẽ cạn kiệt. Đây chính là điều mà Dương Bách Xuyên lo lắng nhất. Một kiếm vung ra, Dương Bách Xuyên nhìn thấy có hai gã xuất khiếu đại viên mãn đang bước tới ngăn cản hắn, Dương Bách Xuyên thầm cười lạnh. Trước kia hắn đã không sợ xuất khiếu đại viên mãn, hiện tại, luyện thành kiếm quyết hắc liên, đương nhiên hắn sẽ cho đối phương một bất ngờ lớn. Một kiếm kỹ thì hóa ra hai đóa hắc liên bay về phía người của Nghiêm gia. Trong nháy mắt, hai gã cao thủ cảnh giới xuất khiếu đã xuất hiện trước hai đóa hắc liên, mỗi người một đóa, bọn họ giơ kiếm lên chém hắc liên. Trong mắt của họ, Dương Bách Xuyên chỉ là một tu sĩ cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ, không cách nào so sánh được với xuất khiếu đại viên mãn. Một trong hai người họ là xuất khiếu hậu kỳ bắt đầu thi triển công kích, đương nhiên là không coi đóa hắc liên ra gì. Rõ ràng là bọn họ không biết rõ kiếm quyết thần thông, nếu không thì sẽ không khinh địch như vậy. Ầm ầm. Hai gã Nghiêm gia chém tới kiếm khí hắc liên. Sau đó là hai tiếng nổ vang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng uy lực của kiếm quyết hắc liên một sáng một tối, ngay từ đầu một kiếm đã thi triển ra hai đóa hắc liên, khi bị người ta chém rồi nổ tung sẽ phát ra một lực lượng khủng khiếp, một đòn này cũng khiến cho kẻ thù chịu đủ, điều này có thể nhìn thấy rất rõ. Đây gọi là sáng. Sau khi hắc liên nổ tung, mỗi một đóa hắc liên sẽ biến thành 12 cánh hoa, mỗi một cánh hoa có phạm vi phát nổ lên tới 12 mét, hai đóa hắc liên cộng lại là 24 cánh hoa. Uy lực khuếch tán lớn nhất cũng có thể đạt tới 50 mét, đây gọi là tối, từ công khai thành ngấm ngầm. Ta xem ngươi chết thế nào. Trong lòng Dương Bách Xuyên cười lạnh. Thành quả khổ cực tu luyện 3 năm của hắn, một kiếm kỹ hắc liên này đâu có đơn giản như vậy. Ầm ầm. Hai đóa hắc liên bị chém vỡ, phát ra tiếng nổ vang dội. Vốn dĩ, vẻ mặt của hai gã cao thủ Nghiêm gia còn đang khinh thường. Nhưng sau khi chém nổ hắc liên của Dương Bách Xuyên thì biểu cảm lại thay đổi ngay tức khắc, bọn họ vội vàng vận công chân khí trong cơ thể để phòng ngự, bởi vì gã phát hiện, sau khi hắc liên bị chém nổ đã phát ra một lực lượng vô cùng cường đại. Hậu quả của việc khinh địch là tự chuốc lấy thất bại. Hai gã cao thủ xuất khiếu đại viên mãn hét thảm lên. Bọn họ bị lực lượng cường đại của hắc liên đánh mạnh lên cơ thể. Nhất thời, chân khí trong cơ thể bị hỗn loạn rồi phun ra máu. Chỉ vẻn vẹn một kích đã khiến cho hai người bị trọng thương. Nếu như mọi chuyện kết thúc ở đây thì thôi đi, nhưng, hai người họ phát hiện, đây mới chỉ là bắt đầu. Sau khi bị lực lượng tích trữ bên trong hắc liên phát nổ làm cho bị thương, ngay sau đó, bọn họ kinh hoàng hơn khi phát hiện, hắc liên bị chém không hề biến mất như những pháp thuật thông thường. Trong mắt bọn họ, một kiếm chém ra hắc liên của Dương Bách Xuyên chỉ là một thoại chiêu thức thông thường, có rất nhiều cao thủ chỉ cần có linh bảo pháp khí là sẽ có thể làm được, bởi vì linh bảo pháp khí đều có thuộc tính. Có khi là nước và lửa,
cũng có khi là pháp bảo phong ấn yêu thú ở bên trong. Một kiếm của Dương Bách Xuyên đánh ra hai đóa hắc liên, đối với hai gã cao của Nghiêm gia thì đây chỉ đơn giản là thuộc tính của pháp bảo, chỉ là thuộc tính thần thông cường đại hơn mà thôi. Nhưng sau khi bị hắc liên làm cho bị thương nặng, hai gã mới biết mình đã sai. Kết quả, bọn họ có muốn phản ứng lại thì đã quá muộn. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, hai người họ phát hiện hắc liên sau khi phát nổ lại không hề tiêu tán, ngược lại còn biến thành 12 cánh hoa, chỉ trong chớp mắt, cánh hoa bắt đầu nổ tung. Hơn nữa, diện tích phát nổ lại không hề nhỏ. Phụt! Một loạt âm thanh cánh hoa hắc liên xuyên thủng phòng ngự vang lên. Trong tiếng gào thét, hai gã cao thủ xuất khiếu đại viên mãn của Nghiêm gia ngã trên mặt đất, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Đến chết hai người cũng không hiểu, vì sao chém nổ hắc liên lại có thể biến thành cánh hoa tấn công người khác. À! Chớp mắt, tiếng la hét lại vang lên nhiều hơn. Sau khi 12 cánh hoa sen phát nổ, Dương Bách Xuyên điều khiển ý thức, cánh hoa đã bay về phía người của Nghiêm gia nhiều hơn. Tới con số 50, tu sĩ Nghiêm gia đang vây tấn công Dương Quốc Trung cũng bị cánh hoa tấn công, bọn họ căn bản không hề phòng bị, tất cả đều lần lượt trúng chiêu. Không ai ngờ được, hai cao thủ xuất khiếu đại viên mãn của Nghiêm gia lại không chống lại công kích của Dương Bách Xuyên, càng không ngờ được hai gã sẽ bị Dương Bách Xuyên giết chết. Biến thái hơn là, hắc liên sau khi phát nổ sẽ biến ra cánh hoa giống như mũi tên bay toản tấn công người khác, dưới tình huống như vậy, phần lớn mấy chục người của Nghiêm gia dàn trận để đối phó với Dương Quốc Trung đều bị trúng chiêu. Một chuỗi liên tiếp tiếng kêu thảm, từng người Nghiêm gia ngã xuống vũng máu. Hắc liên biến hình không phải là những mũi tên bay loạn thông thường, mà đây chính là kiếm khí cường đại của kiếm quyết hắc liên, dưới hình huống không phòng ngự thì rất khó để chống lại. Từ khi Dương Bách Xuyên vung tay chém ra nhất kiếm xong hắc liên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ngoại trừ hai gã cao thủ xuất khiếu đại viên mãn lúc đầu là ngã bên ngoài, còn lại là vây chặt lấy người Nghiêm gia. Sau đó, uy lực của một kiếm này đã đạt tới cực điểm, khoảng chừng 30 người bị cánh hoa hắc liên công kích bất ngờ. Trong đó, tu sĩ xuất khiếu sơ kỳ và trung kỳ của Nghiêm gia lần lượt bỏ mạng, có 7 đến 8 người bị thương, tất cả đều là xuất khiếu hậu kỳ. Về phần 4 gã xuất khiếu đại viên mãn của Nghiêm gia, bởi vì tu vi cao nên mới có thể chống đỡ được công kích của cánh hoa, nhưng tất cả đều chết lặng, không một ai ngờ tới một tu sĩ cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ lại có thực lực cường đại như vậy. Trong lúc người Nghiêm gia đang vô cùng khiếp sợ, Dương Bách Xuyên cũng không hề nhàn rỗi. Hắn bước lên thi triển chỉ xích thiên nhai công nhanh như tia chớp, cơ thể như một tàn ảnh ma quỷ, hắn xông về phía đám người còn chưa chết, bọn họ đang trong trạng thái hoảng loạn. Phập! Hắn nâng kiếm lên chém đầu bọn họ, từng người ngã xuống đất. Lúc này, tất cả những người bị thương của Nghiêm gia đều bị giết chết. Mãi tới lúc này, một trong số những người cầm đầu của Nghiêm gia mới phản ứng kịp, rút lui. Dương Bách Xuyên cũng nghe thấy. Máu trên lưỡi kiếm đồ long trong tay hắn nhỏ từng giọt xuống đất, hắn chĩa kiếm về phía những người còn lại đang lùi về phía sau mấy chục mét. Chém giết một hồi, 40-50 tu sĩ của Nghiêm gia bị giết gần như hơn 30 người. Hiện tại chỉ còn lại 4 gã xuất khiếu đại viên mãn, 9 xuất khiếu hậu kỳ, tổng cộng 13 người. Cũng chính vì trận chém giết này mới khiến cho bọn họ buông tha vầng sáng màu đỏ, hay nói đúng hơn là buông tha áp chế cha hắn Dương Quốc Trung. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên đang đứng cách vầng sáng màu đỏ 5 mét, một nửa mái tóc màu trắng đã nhuộm thành màu máu. 13 người lui lại của Nghiêm gia ai nấy đều rất hoảng sợ. Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn về phía cha mình, chỉ thấy ánh sáng đỏ dần dần biến mất, bóng dáng của cha hắn cũng hiện ra. Lúc này, hai mắt Dương Quốc Trung đỏ ngầu, trên người đầy các vết thương, lộ cả xương ra ngoài, sắc mặt ông trắng bệch như tờ giấy. Cha! Dương Bách Xuyên không kiêng kỵ gì nữa, nhanh như chớp đã đi tới cạnh Dương Quốc Trung. Phụt! Cơ thể Dương Quốc Trung ngã vào trong lòng hắn, miệng phun ra một ngụm máu, ông cưỡng ép thi triển huyết trận chưa đạt tới đại thừa của mình lên cảnh giới phân thần, cộng thêm còn bị rất nhiều cao thủ Nghiêm gia vây lại tấn công, sống được đến bây giờ đã là kỳ tích. Dương Bách Xuyên biết tu vi của cha mình ở xuất khiếu đại viên mãn, kém phân thần chỉ một cảnh giới nhỏ. Nhưng cảnh giới nhỏ này là một ranh giới cực lớn, cái giá phải bỏ ra cũng không hề nhỏ.
Quan trọng nhất là ông còn lấy bản thân mình làm cái lò, dùng máu tươi tạo trận pháp để giết địch, mỗi một giọt máu đều sẽ thiêu đốt một phần sinh mạng, điều này cực kỳ nguy hiểm. Cha! Dương Bách Xuyên đỏ mắt, hắn đỡ cha mình ngồi xuống, hắn có thể cảm nhận được sức sống trên người cha mình gần như cạn kiệt, hắn phất tay lấy ra một giọt nước sinh mệnh đút cho cha. Kết trận phòng ngự, tiếng kêu của người cầm đầu xuất khiếu đại viên mãn vang lên, bọn họ đều chứng kiến uy lực một kiếm này của Dương Bách Xuyên, thực sự không thể địch lại được. Lão giả cầm đầu của Nghiêm gia từng đoán có lẽ Dương Bách Xuyên sử dụng thần thông kiếm kỹ cao giai, nếu không sẽ không thể giết chết hai xuất khiếu cảnh đại viên mãn và gần 20 xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Lúc này là liều mạng chém giết, không dám sơ sót, trong đám người còn sót lại của Nghiêm gia, không một người tin tưởng có thể đỡ được một kiếm này. Kết trận hội tụ lực lượng thành một thể mới có hy vọng sống sót. Tu vi của 13 người còn lại đều là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, có 4 tên đại viên mãn cầm đầu, phản ứng không hề chậm, sau khi hét lên kết trận, 13 người đứng thẳng thành một nửa vòng tròn, cùng lúc ra tay, hội tụ lực lượng lại ở trung tâm, bộc phát ra sức mạnh chân khí vô cùng cường đại, ngay sau đó đón nhận song hắc liên của Dương Bách Xuyên. Ầm ầm ầm. Trong tiếng gầm rú rung trời, hai đóa hoa sen nổ tung va chạm với sức mạnh hội tụ của 13 người này, trận nổ tạo ra năng lượng dao động khổng lồ, cát bụi bay đầy trời, không nhìn thấy gì cả. A a a. Ngay sau đó là từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng, không chút do dự vọt vào đám cát bụi, hắn vô cùng tin tưởng chiêu kiếm này của mình, bởi vì đó là một kiếm tổng hợp tất cả sức mạnh. Chân khí, kiếm khí huyền hoàng, cộng thêm sức mạnh thần hồn, thậm chí còn có cả lửa thần hồn, tất cả đều bao hàm trong một kiếm này, chỉ cần hoa sen đen nổ tung, lửa thần hồn sẽ thiêu đốt tất cả. Hắn biết một kiếm này cho dù không giết chết được tất cả bọn họ cũng cách chết không xa, đám người còn sót lại cũng bị thương nặng. Vì vậy sau khi từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Dương Bách Xuyên giơ kiếm xông vào cắt bụi bổ đao, muốn giết, vậy phải nhổ cỏ tận gốc. Hắn không hề có một lòng thương hại nào với Nghiêm gia. Bởi vì cha mẹ chính là tơ hồng của hắn. Đây cũng là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên có suy nghĩ nhổ cỏ tận gốc một gia tộc. Phụt phụt phụt. Từng tiếng kiếm xuyên qua thân thể vang lên. Dương Bách Xuyên lao vào cắt bụi, quả nhiên phát hiện có hơn một nửa người chết, còn lại bị thương, không hề nương tay, hắn cầm kiếm giết chết tất cả. 4 tu sĩ xuất khiếu đại viên mãn cũng làm hắn phải bỏ một chút công phu. Nhưng cuối cùng tất cả đều trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Thực lực của bản thân có thể vượt cấp chiến đấu với xuất khiếu đại viên mãn, cộng thêm uy lực của thần thông kiếm kỹ, chém giết cùng cảnh giới giống như giết chó mèo. Chờ sau khi cát bụi tan đi, Dương Bách Xuyên tắm máu đứng sừng sững, dưới chân hắn là thi thể của 13 tu sĩ xuất khiếu cảnh Nghiêm gia. Lúc này đằng xa vang lên tiếng rung động tận trời. Mạnh Trường Thanh, Dương Vấn Thiên chiến đấu với Nghiêm Cơ Sơn và Nghiêm Tông Thanh. Dương Bách Xuyên giết đỏ mắt, ánh mắt như lưỡi đao, nhìn qua, chỉ thấy Mạnh Trường Thanh đang yếu thế hơn Nghiêm Tông Thanh, dù sao Mạnh Trường Thanh cũng vừa mới lên đến phân thần cảnh, không thể mạnh hơn Nghiêm Tông Thanh được. Lúc này Nghiêm Tông Thanh nhìn thấy đệ tử Nghiêm gia đều bị Dương Bách Xuyên giết chết, phát ra một tiếng thét dài, a, chó chết, lão phu muốn ngươi chết. Dứt lời, toàn thân Nghiêm Tông Thanh lóe lên. Một thân ảnh màu đỏ lửa phân liệt ra từ trong thân thể của ông ta, lao về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên lạnh lùng không chút sợ hãi, nặng nề nói, lão chó già, đến đúng lúc lắm. Hắn biết đây chính là hóa thân của Nghiêm Tông Thanh. Cảm nhận được hơi thở, biết ngay đây là một phân thần hệ hỏa, đây cũng là thiên phú thần thông của cường giả phân thần cảnh. Nhất kiếm nhất hắc liên, một hóa hai. Đi Dương Bách Xuyên không chút do dự đâm kiếm về phía phân thân của Nghiêm Tông Thanh. Nghiêm Tông Thanh là người biết hàng, lúc hai đóa hoa sen xuất hiện trên thân kiếm của Dương Bách Xuyên, ông ta liền biết đây là thần thông kiếm kỹ, trong lòng cả kinh, không thể tin được tiểu tử này có được thần thông cao giai. Cũng không dám lơ là, hai tay vung lên, hội tụ thành một hỏa long. Gào! Tiếng rồng ngâm vang lên. Hỏa long của Nghiêm Tông Thanh lao về kiếm khí hắc liên của Dương Bách Xuyên. Ầm đùng, ầm đùng. Sau tiếng va chạm nổ mạnh, hoa sen đen của Dương Bách Xuyên nổ tung, hỏa long của Nghiêm Tông Thanh cũng biến mất, nhưng lại ngăn cản được phần lớn kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Bởi vì Dương Bách Xuyên cảm nhận được rất rõ ràng, sau khi hoa sen đen nổ tung hóa thành cánh sen đen,
mặc dù vẫn lao về phía Nghiêm Tông Thanh nhưng uy lực bị suy giảm mạnh. Quả nhiên khi Nghiêm Tông Thanh đối mắt với 24 cánh hoa sen đen, ánh sáng lập lòe trên tay, một cây quạt được luyện hóa từ thực vật nào đó xuất hiện, phất một cái về phía 24 cánh sen, tất cả cánh sen đen biến mất. Một kiếm này nhìn như bị Nghiêm Tông Thanh hóa giải, nhưng Dương Bách Xuyên nhìn thấy được hơi thở của phân thân hệ hỏa của Nghiêm Tông Thanh yếu đi. Điều này thuyết minh ông ta không nhẹ nhàng hóa giải được một kiếm này của hắn như bề ngoài biểu hiện mà cũng trả giá đại giới. Nhưng cũng làm Dương Bách Xuyên cảnh giác, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng vẫn do có sự chênh lệch với cao thủ phân thần cảnh sơ kỳ. Thật ra lúc này Nghiêm Tông Thanh còn khiếp sợ hơn Dương Bách Xuyên, bởi vì mặc dù phân thân hệ hỏa này của ông ta không mạnh bằng bản thể nhưng cũng là phân thân được tu luyện phụng dưỡng nhiều năm. Nói về thực lực, đủ để sánh ngang với tu sĩ phân thần cảnh sơ kỳ, nhưng không nghĩ đến uy lực một kiếm này của Dương Bách Xuyên lại làm phân thân của ông ta dùng toàn lực, tiêu hao rất nhiều lực lượng hệ hỏa. Lúc trước gặp mặt Dương Bách Xuyên ở Dương gia, trước khi rời đi ông ta đã cảm thấy hơi thở trên người Dương Bách Xuyên rất quen thuộc, sau khi trở lại Nghiêm gia điều tra mới biết được, sợi hơi thở trên người Dương Bách Xuyên lúc đó chính là sợi hơi thở của Thảo Thượng Phi. Sau khi thề sẽ giết chết tiểu tử tên Dương Bách Xuyên, hôm nay lại tìm được chân nhân, nhưng cũng làm ông ta kinh hãi, sau đó nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên, sát ý dày đặc, nói tiểu tử, ngươi là ai? Nhi tử của Dương Quốc Trung, Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cùng dùng đôi mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Nghiêm Tông Thanh, hoặc nói cách khác phân thân hệ hỏa của ông ta. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên không ngờ Nghiêm Tông Thanh lại đột ngột cười phá lên, chẳng qua trong tiếng cười tràn ngập sát ý. Thì ra ngươi chính là Dương Bách Xuyên, tốt, rất tốt, nói như vậy chính ngươi giết chết Thảo Thượng Phi. Đôi mắt của Nghiêm Tông Thanh như phun lửa, mấy ngày trước ông ta tự mình đi đến Lưu Sa Cốc một chuyến. Giết chết một tên thổ phỉ tên Chu Điên, từ trong miệng Chu Điên biết được Dương Bách Xuyên chính là người giết chết Thảo Thượng Phi. Hôm nay khen ngược, đầu tiên đến một Dương Quốc Trung, hiện tại lại một Dương Bách Xuyên, còn là cha con. Đôi cha con này tội đáng chết vạn lần. Đúng thì sao, Dương Bách Xuyên có chút khó hiểu, tại sao lão Đông Tây này lại đột ngột hỏi câu này. Thảo Thượng Phi là nhi tử của ta, Nghiêm Tông Thanh cắn răng nói. Hôm nay không nghiền xương ngươi thành cho, lão phu không họ Nghiêm. Không nói đến Dương Bách Xuyên có giết con của ông ta hay không, chỉ cần tội giết chết mấy chục tu sĩ xuất khiếu cảnh của Nghiêm gia, hôm nay cũng đừng hòng sống. Ánh mắt đảo qua khắp nơi, Nghiêm Tông Thanh lại không phát hiện ra Dương Quốc Trung, không khỏi nghi hoặc, không lẽ Dương Quốc Trung đã lao vào cấm địa. Nghĩ đến đây sắc mặt của Nghiêm Tông Thanh thay đổi, ông ta không biết trong cấm địa của Nghiêm gia có gì. Dù sao tổ huấn Nghiêm gia quy định, cấm không ai được phép bước vào nửa bước, chuyện này liên quan đến sự an nguy của Nghiêm gia. Hiện tại không nhìn thấy Dương Quốc Trung, cũng không biết đã vào cấm địa hay chưa. Nhìn Dương Bách Xuyên, trong lòng Nghiêm Tông Thanh càng ngày càng nổi lửa, đều do tên chó chết này. Dương Bách Xuyên nghe vậy ngẩn người một lúc, trong đầu nhớ lại trước khi chém giết Thảo Thượng Phi, hình như hắn ta có nói qua mình có chỗ dựa gì đó. Hơn nữa lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Tông Thanh ở Dương Giao, lão già này đã liếc nhìn mình với ánh mắt sâu thẳm, thì ra là vì chính mình giết chết con trai Thảo Thượng Phi của ông ta, trách không được có địch ý. Nhưng không sao cả, hiện tại hắn với Nghiêm gia, không phải ngươi chết thì ta chết, không có gì đáng để ý. Mặc dù hắn kiêng kỵ phân thân hệ hỏa của Nghiêm Tông Thanh nhưng còn chưa đến mức xoay người chạy trốn. Dương Bách Xuyên tin tưởng dựa vào kiếm quyết Hắc Liên vẫn có thể có thực lực đánh ngang tay với phân thân này của Nghiêm Tông Thanh. Chết đi! Nghiêm Tông Thanh phi người đến, vung cây quạt trong tay lên, từng đạo ngọn lửa xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên. Cảm nhận được sức nóng ập vào trước mặt, sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi, Dương Bách Xuyên phát hiện ngọn lửa của Nghiêm Tông Thanh còn cường đại hơn chân hỏa của hắn rất nhiều, không biết có thể đỡ được hay không. Kiếm phong, phong nhận. Tản ra cho ta. Đối mặt với ngọn lửa của Nghiêm Tông Thanh, Dương Bách Xuyên thi triển ra kiếm kỹ toàn phong, mặc dù chỉ tu luyện tầng thứ nhất của kiếm kỹ toàn phong, nhưng có lẽ có thể hóa giải được ngọn lửa kia. Keng. Hai người va chạm vào nhau, ngọn lửa của Nghiêm Tông Thanh bị phong nhận của Dương Bách Xuyên chặt đứt, biến mất. Thần thông kiếm kỹ mang theo phong nhận hóa giải công kích của Nghiêm Tông Thanh. Mặc dù Dương Bách Xuyên cảm thấy thần thông kiếm kỹ toàn phong không mạnh bằng kiếm quyết Hắc Liên, nhưng dù sao cũng là kiếm kỹ, không thể xem thường.
nếu không phải tu vi của Nghiêm Tông Thanh cường đại, chỉ với ngọn lửa sẽ không thể tạo thành uy hiếp với Dương Bách Xuyên. Nói trắng ra, ưu thế của phân thân này chính là cảnh giới tu vi cường đại. Đây chính là điểm yếu của Dương Bách Xuyên. Cho dù cảnh giới tu vi của hắn tiến thêm một tiểu cảnh giới, cũng không có khả năng vượt qua Nghiêm Tông Thanh. Thực sự hiện tại hắn có thể vượt cấp chiến đấu với xuất khiếu cảnh đại viên mãn, nhưng nếu đánh với phân thần cảnh thì có chút cố sức. Tiểu tử, ngươi nên chết. Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi biết thủ đoạn của phân thần cảnh, ở trong mắt lão phu ngươi chỉ là một con lớn hơn con kiến một chút. Thần thông kiếm kỹ này ở trong tay ngươi có chút lãng phí, lão phu rất vui lòng nhận lấy. Tiếp theo lão phu sẽ làm ngươi chứng kiến uy lực của thần thông chiến kỹ trong tay phân thần cảnh. Nghiêm Tông Thanh nở một nụ cười dữ tợn. Dương Bách Xuyên nghe được sự tham lam trắng trợn từ trong lời nói của lão già này. Cũng nghe ra được hình như lão già này có thần thông kiếm kỹ trong người, điều này làm cho đáy lòng của Dương Bách Xuyên trầm xuống. Quả nhiên, chỉ thấy Nghiêm Tông Thanh nâng cây quạt trong tay lên, làm ra một tư thế cổ quái, trong miệng lẩm bẩm. Sau đó há mồm gầm lên, phương thốn thiên địa, hỏa long xuất sơn. Dứt lời, chỉ thấy trên cây quạt của Nghiêm Tông Thanh có những đốm lửa toát ra, một giây sau lại tụ lại, sau đó hình thành một hỏa long cao ba thước, nhìn qua vô cùng thật, đây cũng không phải lần đầu ông ta thi triển ra hỏa long. Nếu không phải cái ngọn lửa 3 mét này đang lập lòe liên tục, Dương Bách Xuyên sẽ thật sự cho rằng đây là một con rồng thật. Điều làm cho Dương Bách Xuyên càng thêm lo lắng là hắn cảm nhận được một hơi thở cường đại đến mức làm thần hồn run rẩy. Chỉ thấy hỏa long được Nghiêm Tông Thanh thi triển neo gió lao về phía, dài đến 9 trượng. Từ hơn một thước dài đến 9 trượng, đây mới là chỗ cường đại của chiến kỹ thần thông này, trách không được Nghiêm Tông Thanh tự tin, không để Dương Bách Xuyên vào mắt. Hiển nhiên đây là thần thông chiến kỹ của Nghiêm Tông Thanh, thuộc về thần thông chiến kỹ cao giai hệ hỏa. Đặc biệt là khi nó được một cường giả phân thần cảnh như Nghiêm Tông Thanh thi triển ra, uy lực thực sự không tầm thường. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng không sợ hãi, hắn vung kiếm lên, nhất kiếm nhất hắc liên, một hóa hai. Hai đóa sen đen lại lần nữa lao về phía Nghiêm Tông Thanh, sau đó kiếm đổ long cũng xuất kích sát theo, lại tung ra một chiêu phong nhận. Hắn cũng không tin thi triển tận hai kiếm kỹ vẫn không thắng nổi chiến kỹ hỏa long của Nghiêm Tông Thanh. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ rung trời vang lên. Hai bên giao chiến, bộc phát ra năng lượng cường đại. Nghiêm Tông Thanh hừ lạnh. Sắc mặt của Dương Bách Xuyên biến đổi, hắn cảm giác được kiếm khí hắc liên của mình bị hỏa long của Nghiêm Tông Thanh hóa giải, trong lòng thầm giật mình, may mắn chính mình chuẩn bị trước, thi triển ra một chiêu phong nhận. Nhưng hắn vừa mới nghĩ như vậy, một tiếng long ngâm vang lên bên tai. Ngay sau đó chỉ cảm thấy một sóng nhiệt cường đại ập vào trước mặt. Phụt. Lồng ngực bị va chạm mạnh, may mắn giáp nhật nguyệt càn khôn hiện ra hộ chủ mới tránh được nguy hiểm bị xuyên qua thân thể, nhưng một kích này cũng làm hắn phun máu. Cả người bay ngược ra ngoài hơn 20 mét mới dừng lại. Trong lòng kinh hãi, chung quy hắn vẫn coi thường thực lực của phân thân này của Nghiêm Tông Thanh, mặc dù là phân thân nhưng lại có sức mạnh của phân thần cảnh sơ kỳ. Một chiêu thần thông chiến kỹ của người ta đánh lại hai thần thông kiếm kỹ của hắn, Dương Bách Xuyên biết đây là sự chênh lệch thực lực giữa hai người. Nếu dưới tình huống cùng một cảnh giới, Dương Bách Xuyên tin tưởng kiếm quyết hắc liên của mình sẽ phát huy ra được sức mạnh chân chính, hạ gục phân thân này của Nghiêm Tông Thanh trong nháy mắt. Tình huống hiện tại của hắn giống như một tiểu hài tử 3 tuổi cầm trọng kiếm trong tay nhưng không phát ra được uy lực, không có cách nào khác, đều do cái đầu và lực lượng bị chênh lệch. Dương Bách Xuyên lau vết máu khóe miệng, chuẩn bị buông tay liều một phen, có được hay không phải xem ý trời. Trên tay xuất hiện một đan dược màu vàng, bên trên phủ kín hoa văn, đây là đan được luyện chế từ phương pháp luyện đan đan tạo hóa của Điện La Phù. Bởi vì khuyết thiếu linh dược luyện chế nên không luyện chế ra được đan tạo hóa chân chính, thật ra viên đan dược trong tay chính là một trong số các viên đan dược lần trước hắn luyện chế cho người của Vân Môn, giữ lại một lọ 6 viên để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Hiện tại Dương Bách Xuyên chuẩn bị dùng đan tạo hóa để bù lại sự không đủ của sức mạnh của mình, hắn không phải nuốt một viên mà chuẩn bị nuốt hết 6 viên. Ầm ầm ầm. Hắn biết một viên đan tạo hóa không có tác dụng mấy với bản thân, điên cuồng nuốt hết 6 viên, đan dược vừa vào đã tan trong miệng, ầm 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 nổ tung trong cơ thể, hóa thành linh khí khổng lồ. Cấp tốc vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết.
Nghiêm Tông Thanh đứng đối diện nhăn mày lại, ông ta cảm nhận được đan dược Dương Bách Xuyên chứa đựng một lượng linh khí khổng lồ ở bên trong. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên nuốt hết 6 viên đan dược, không nhịn được lẩm bẩm tự tìm được chết. Trong lời nói có ý trào phúng, nhưng nói đi nói lại, trong lòng luôn cảm thấy không yên tâm, di chuyển dưới chân lao về phía Dương Bách Xuyên, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng giết chết Dương Bách Xuyên. Vung cây quạt trong tay lên, một hỏa long hình thành. Nhưng lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên lại cảm thấy có chút vui mừng, sau khi nuốt hết 6 viên đan dược, hắn cảm nhận được bình cảnh của xuất khiếu hậu kỳ phát ra tiếng vỡ vụn rất nhỏ. Hắn biết mình đánh cuộc chính xác. Mặc dù chuyện đột phá trong chiến đấu nguy hiểm nhưng cũng không phải lần đầu tiên hắn làm vậy, đối mặt với áp lực của tu sĩ cấp cao, hắn vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết đến cực hạn, do đó đột phá cảnh giới. Lần này nhìn thấy Nghiêm Tông Thanh ra tay, hắn không lùi mà tiến, chủ động xuất chiến, muốn áp lực cường đại của Nghiêm Tông Thanh sẽ làm chính mình đột phá cực hạn. Hai người xông vào đánh nhau lần thứ hai, Dương Bách Xuyên lại bị đánh bay ra ngoài. Nhưng sự vui mừng trên mặt Dương Bách Xuyên càng ngày càng rõ, lần đầu tiên bị đánh hộc máu, lần thứ hai sau khi dùng 6 viên đan tạo hóa, không phun máu, chứng tỏ thực lực đã tăng lên. Chân khí trong cơ thể vận chuyển cực nhanh, sự cường đại của càn khôn tạo hóa quyết dần được bày ra, linh khí của 6 viên đan dược vô cùng khủng bố, không có người điên cuồng như Dương Bách Xuyên, dám nuốt hết 6 viên đan dược. Hành vi của hắn nhìn như mạo hiểm, thật ra là có tự tin. Điểm đặc biệt của thể chất thuộc tính ngũ hành là sự tự tin vượt qua người thường. Tu luyện chậm hơn người khác, hấp thu cắn nuốt linh khí cũng nhiều hơn người thường mấy lần, vì vậy Dương Bách Xuyên không sợ bị linh khí căng nổ. Dù sao đan điền của hắn đủ lớn, tốc độ vận chuyển công pháp cũng nhanh hơn người khác. Dưới sự chèn ép cường đại của Nghiêm Tông Thanh, mặc dù có nguy hiểm nhưng lại có thể có một cơ hội làm hắn đột phá cực hạn. Một hóa hai. Lại đâm ra một kiếm. Dương Bách Xuyên vận chuyển chỉ xích thiên nhai công, hắn chuẩn bị liều một lần với phân thân của Nghiêm Tông Thanh, hắn cũng không tin, phân thân của Nghiêm Tông Thanh có thể cường đại hơn hắn. Nếu không chiếm được thế thắng ở thần thông chiến kỹ, vậy chiến đấu cận chiến, dù sao có chỉ xích thiên nhai công trong người, hắn tin tưởng có thể tránh thoát yếu hại, chỉ cần không chết, hắn có thể tiếp tục đánh với Nghiêm Tông Thanh, cuối cùng đột phá cực hạn. Một khi đột phá cực hạn, tu vi của hắn lại tiến thêm một bước. Đó chính là xuất khiếu cảnh đại viên mãn, đến lúc đó sẽ có năng lực đối đầu trực diện với một tu sĩ phân thần sơ kỳ. Cho dù là hiện tại, với tu vi xuất khiếu cảnh hậu kỳ của hắn, hắn có thể hạ gục cùng cảnh giới trong chớp mắt, đè ép xuất khiếu cảnh đại viên mãn, cũng có thể so chiêu với phân thần cảnh sơ kỳ, mặc dù không chiếm được phần thắng nhưng cũng không đến mức bị đối phương chém giết. Dưới tình huống như vậy, Dương Bách Xuyên nuốt chừng hết 6 viên đan dược, nhìn như mạo hiểm nhưng lại có mục đích. Có thể đột phá hay không phải xem ý trời. Chỉ cần còn một hơi thở, hắn sẽ còn cơ hội đột phá. Nhất kiếm song hắc đánh ra ngoài, sau một tiếng rung động nặng nề, lại bị Nghiêm Tông Thanh hóa giải. Chỉ nghe thấy Nghiêm Tông Thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng có được thần thông kiếm kỹ cao giai đã là vô địch, ở trong tay ngươi, nó không thể phát huy được sự cường đại chân chính, hôm nay lão phu giết ngươi xong, rất vui lòng nhận lấy nó. Ha ha! Ý cười càn rỡ phát ra từ trong miệng Nghiêm Tông Thanh, ông ta càng ngày càng thèm thần thông kiếm kỹ trên người Dương Bách Xuyên, lao đến chỗ Dương Bách Xuyên, muốn bắt lấy thần thông kiếm kỹ từ trên người hắn. Nhưng có một điều làm Nghiêm Tông Thanh buồn bực, một xuất khiếu cảnh nho nhỏ như Dương Bách Xuyên lại nắm giữ hai loại kiếm kỹ, trong mắt ông ta nhìn như nhỏ yếu nhưng loại kiếm kỹ hắc liên này lại vô cùng quỷ dị, ông ta cũng không dám lơ là. Nhưng càng như vậy, Nghiêm Tông Thanh càng đỏ mắt thèm thuồng kiếm kỹ trên người Dương Bách Xuyên, trong lòng hạ quyết định phải có được trong tay. Nếu có thể có được cả hai loại kiếm kỹ, những đệ tử Nghiêm gia bị Dương Bách Xuyên chém giết cũng không chết vô ích. Dương Bách Xuyên sao có thể không nhìn ra được sự tham lam trong mắt của Nghiêm Tông Thanh. Trong lòng cười lạnh, ta sẽ để lão già nhà ngươi càn rỡ một lúc. Không muốn vô nghĩa với Nghiêm Tông Thanh, sau khi Nghiêm Tông Thanh hóa giải kiếm kỹ hắc liên của hắn, Dương Bách Xuyên chuyển chân, vọt đến gần Nghiêm Tông Thanh, vung một kiếm chém xuống ông ta. Chém. Một kiếm này hắn không kịp thi triển kiếm kỹ, bởi vì muốn thi triển thần thông kiếm kỹ cần phải có thời gian nhất định, hắn vận chuyển chân khí và sử dụng kiếm khí huyền hoàng trong kiếm đổ long, chém xuống.
mặc dù uy lực của một kiếm này không cường đại như kiếm kỹ Hắc Liên, nhưng cũng không thể khinh thường, bùng nổ toàn lực sẽ tạo ra uy lực vô cùng mạnh mẽ. Keng! Quả nhiên Nghiêm Tông Thanh cũng không kịp thi triển thần thông chiến kỹ để ngăn cản, chỉ thấy ông ta vung cây quạt trong tay lên mới mạnh mẽ ngăn cản lại được. Sau cú va chạm mạnh đó, cánh tay của Dương Bách Xuyên tê dại, nhưng trong cơ thể lại vang lên một âm thanh đứt gãy rất nhỏ. Đồng thời hắn thấy được phân thân của Nghiêm Tông Thanh nhăn mày lại, mặc dù ông ta nhìn như nhẹ nhàng chặn lại một kiếm của hắn, nhưng sắc mặt cũng có chút kinh ngạc. Giống như không nghĩ đến Dương Bách Xuyên vung kiếm chém ra một kích sát người, có chút vượt qua sự tưởng tượng của ông ta. Lại đến sau khi Dương Bách Xuyên phát hiện bình cảnh trong cơ thể lại buông lỏng, trong lòng vô cùng vui mừng, quả nhiên hắn đoán không sai, trong chiến đấu cận chiến, hắn có một thân thể cường đại chống đỡ lực lượng, chém giết nhau, phân thân của Nghiêm Tông Thanh có chút kiêng kỵ. Nói cách khác, lực lượng thân thể của Nghiêm Tông Thanh cũng không cường đại lắm. Sau khi tìm được nhược điểm của Nghiêm Tông Thanh, Dương Bách Xuyên tốc chiến tốc thắng, gần như không cho Nghiêm Tông Thanh một cơ hội, hiện tại hắn lao vào kẻ sát phân thân của Nghiêm Tông Thanh, chiến đấu cận chiến với ông ta. Ầm ầm ầm. Dương Bách Xuyên giống như phát điên, một kiếm lại tiếp một kiếm được chém ra. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Tông Thanh bị Dương Bách Xuyên đánh có chút loạn bước, chiến đấu cận chiến, lực lượng của khối phân thân này có chút không mạnh, đây là điểm yếu của ông ta. Mặc dù ông ta đều đỡ được tất cả các chiêu kiếm của Dương Bách Xuyên, hơn nữa mỗi lần đều có thể đánh trả, làm Dương Bách Xuyên hộc máu, nhưng theo thời gian, Nghiêm Tông Thanh phát hiện không thích hợp, hình như Dương Bách Xuyên càng đánh càng hăng, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Nghiêm Tông Thanh cảm giác sẽ có chuyện không ổn xảy ra, không được, không thể để tiểu tử này chiến đấu cận chiến, phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Sau khi Nghiêm Tông Thanh ngăn cản một kiếm của Dương Bách Xuyên, đột nhiên duỗi tay nhỏ một giọt tinh huyết lên trên pháp khí của cây quạt trong tay, sau đó bạo phát huyết long lại thiên chết đi. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên càng đánh càng mạnh, hắn có cảm giác sắp đột phá cực hạn, ai biết Nghiêm Tông Thanh đột nhiên hét lớn, lấy tinh huyết tế luyện pháp khí trong tay, lập tức một tiếng rồng ngâm truyền đến từ trong cây quạt của ông ta. Ngay sau đó ngọn lửa vô biên hiện lên, trong nháy mắt cả người hắn bị biển lửa vây quanh. Gào! Sau một tiếng rồng ngâm, Dương Bách Xuyên cảm nhận được uy áp cường đại ập đến từ bốn phương tám hướng, hắn bị cơn áp lực này áp xuống suýt chút nữa nằm sấp xuống, trở tay cầm kiếm đổ long chống đỡ trên mặt đất, quỳ một gói. Lúc này trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một hỏa long đỏ rực, giáng xuống từ trên trời, mở ra cái miệng rộng muốn cắn nuốt hắn. Dương Bách Xuyên cảm thấy một áp lực khổng lồ ào đến, đè chặt trên người hắn như một ngọn núi, không thể động đậy. Trơ mắt nhìn hỏa long trên đỉnh đầu vọt xuống, trong khoảnh khắc này, hắn cảm thụ được một long yêu hồn chứ không phải là một hỏa long trong một pháp khí, nó tản mát ra áp lực cường đại như núi lớn, uy áp đè nặng làm hắn không cử động được. Lúc này Dương Bách Xuyên biết nếu không động đậy, hắn sẽ bị hỏa long dập nát. Trong lòng kinh hãi, thúc dục vận chuyển chân khí trong cơ thể, nhưng lại phát hiện dưới uy áp khủng bố này, càn khôn tạo hóa quyết hơi dừng lại. Nhưng không đến giây cuối cùng, hắn sẽ không chịu chờ chết. A, gào. Dưới uy áp khổng lồ, Dương Bách Xuyên ngửa đầu lên trời thét dài, dốc toàn lực vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, chỉ khi vận chuyển được công pháp trong cơ thể hắn mới có thể cử động được thân thể, mới có cơ hội chống đỡ được công kích của hỏa long. Rắc, rắc rắc, ầm. Cuối cùng đan điền trong cơ thể phát ra một âm thanh tan vỡ, tiếp theo ầm một cái, càn khôn tạo hóa quyết vận chuyển thuận lợi. Cũng chính khoảnh khắc này, tu vi của hắn đột phá, đạt đến xuất khiếu đại viên mãn. Cùng lúc đó, linh khí trong thiên địa hội tụ đến, chen chúc chui vào trong cơ thể của Dương Bách Xuyên. Khí tràng cường đại bộc phát ra từ trên người Dương Bách Xuyên, tản mát ra một năng lượng dao động hình tròn, lan ra ngoài. Khoảnh khắc cơ thể cử động được, Dương Bách Xuyên đứng dậy giơ kiếm chém xuống hỏa long đang giáng xuống từ trên trời. A chém! Chém ra một nhát kiếm, không sử dụng thần thông kiếm kỹ, dùng một kiếm thuần bản năng chém về phía hỏa long, ngân quang chói mắt bùng nổ từ trên thân kiếm đổ long, kiếm khí cường đại lập lòe, như hóa thành thực. Sau một kiếm của Dương Bách Xuyên, hỏa long trên đỉnh đầu tan thành mây khói. Phụt! Phân thân của Nghiêm Tông Thanh phun ra một ngụm máu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Dương Bách Xuyên,
ông ta không nghĩ đến Dương Bách Xuyên sẽ đột phá tu vi trong lúc này, cảm nhận được hơi thở của Dương Bách Xuyên tăng lên, Nghiêm Tông Thanh hoảng sợ. Chỉ với một kiếm vừa rồi ông ta đã biết được thực lực của tên tiểu tử này đã vượt xa xuất khiếu cảnh đại viên mãn. Nếu lúc này Dương Bách Xuyên thi triển thần thông kiếm kỹ Hắc Liên lúc trước chém giết chính mình, Nghiêm Tông Thanh biết bản thân chưa chắc có thể chống đỡ được. Cũng không trách Nghiêm Tông Thanh khiếp sợ, thật sự lúc này lượng linh khí hội tụ trong thân thể của Dương Bách Xuyên vô cùng khủng bố. Khi một tu sĩ đột phá tu vi đều sẽ có cảnh tượng linh khí thiên địa chui vào, đây là một khen thưởng thiên đạo tặng cho người tu chân. Người có thiên phú cực cao thường có thể mượn dùng linh khí trong thiên địa để củng cố tu vi, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Ở trong mắt Nghiêm Tông Thanh, sau khi đột phá, Dương Bách Xuyên là người đầu tiên ông ta cảm thấy tốc độ cắn hút linh khí thiên địa khủng bố như vậy. Chỉ thấy linh khí thiên địa xung quanh Dương Bách Xuyên điên cuồng chui vào thân thể hắn, giống như đang nuốt chửng một đại dương. Điều này làm trong lòng Nghiêm Tông Thanh vô cùng run sợ. Một sự bất an chưa bao giờ có xuất hiện trong lòng ông ta. Xích Diễm Huyết Long lúc nãy chính là yêu hồn trong pháp bảo cây quạt mà ông ta dùng huyết hiến tế, đó chính là thần thông chiến kỹ mạnh nhất của ông ta, vốn dĩ cho rằng có thể nắm chắc giết chết Dương Bách Xuyên, ai biết đến giây cuối cùng tiểu tử này có thể đột phá. Bị Dương Bách Xuyên dùng một kiếm giết chết yêu hồn cường đại phong ấn trong cây quạt, Nghiêm Tông Thanh bị phản phệ mạnh. Không cần biết là yêu hồn trong pháp bảo hay yêu hồn nuôi dưỡng trên người, đều dựa vào huyết tế liên kết với thần hồn của bản thân, một kích phản phệ này làm Nghiêm Tông Thanh không kịp chống đỡ. Phun ra một ngụm máu, nghiêm trọng hơn vết thương phản phệ của thần hồn, hiện tại bản thân ông ta là phân thân, lấy thần hồn là chủ, khi thần hồn bị thương nặng, ông ta cũng bị thương nặng theo. Điều duy nhất ông ta không nghĩ đến là Dương Bách Xuyên sẽ đột phá ở thời điểm quan trọng. Dương Bách Xuyên không biết suy nghĩ trong lòng phân thân của Nghiêm Tông Thanh, sau khi dùng một kiếm chém giết huyết long của Nghiêm Tông Thanh, hắn cảm thấy rất thoải máu. Cuối cùng cũng làm phân thân của lão già này phun máu. Sau khi đột phá, cộng thêm lượng linh khí khổng lồ của thiên địa, vết thương trên người nhanh chóng khôi phục, lúc vận chuyển công pháp trong cơ thể vô cùng dễ dàng thoải mái, làm Dương Bách Xuyên không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. A! À. Toàn thân từ trong ra ngoài tràn ngập lực lượng. Lần này hắn biết mình đã có tư cách chiến một trận với cường giả phân thần cảnh. Ở trận chiến lúc trước, nếu không đó chỉ là một hóa thân ngoài của Nghiêm Tông Thanh, nếu không phải chính mình dùng hết thủ đoạn trên người, nếu không có kiếm kỹ Hắc Liên cường đại và tốc độ của chỉ xích thiên nhai công, các phương diện cộng lại với nhau mới miễn cưỡng có tư cách bị đánh. Đổi lại người bình thường đã chết 800 lần. Giờ thì tốt rồi. Dương Bách Xuyên vô cùng hiểu rõ tình huống tu luyện của bản thân, lúc này hắn có tin tưởng có thể đánh ngang sức ngang tài với phân thân của Nghiêm Tông Thanh. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của phân thân của Nghiêm Tông Thanh, Dương Bách Xuyên mỉm cười, lạnh lùng nói, lão già chết tiệt, bây giờ đến lượt ta, lúc trước đã làm ngươi đánh thoải mái rồi, lần này ta sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Dứt lời, Dương Bách Xuyên giơ kiếm chém ra, mang theo linh khí thiên địa hội tụ đến từ bốn phương tám hướng. Đây cũng là sức mạnh thiên địa sau khi hắn đột phá tu vi, chém ra một kiếm kỹ Hắc Liên, một hóa hai. Sau khi đột phá, Dương Bách Xuyên phát hiện uy lực của kiếm kỹ song Hắc Liên không phải giống như một cộng một bằng hai, nó đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Phía đối diện, sắc mặt của phân thân của Nghiêm Tông Thanh biến đổi, ông ta cảm nhận được uy lực của kiếm kỹ Dương Bách Xuyên thi triển đã tăng gấp mấy lần, cuối cùng cũng có chút hoảng loạn, vội vàng phất tay, di chuyển cây quạt. Chẳng qua yêu hồn trong pháp bảo đã bị Dương Bách Xuyên tiêu diệt, lúc này ông ta chỉ phát ra ngọn lửa cường đại. Nhìn như hung mãnh, nhưng bởi vì bên trong ngọn lửa không có yêu hồn nên uy lực không đủ lớn, ra tay xong phân thân của Nghiêm Tông Thanh nhanh chóng lùi về sau. Rất nhanh, kiếm kỹ song Hắc Liên của Dương Bách Xuyên và ngọn lửa của ông ta va chạm vào nhau. Rầm rầm. Trong tiếng nổ nặng nề, hai đóa hoa sen vỡ nứt. Ngọn lửa của Nghiêm Tông Thanh biến mất, ngay sau đó hoa sen đen nổ tung ra 24 cánh hoa, lao về phía phân thân của Nghiêm Tông Thanh như sao băng rơi xuống. Lúc này dù là tốc độ hay uy lực của cánh sen đen đều đã tăng lên một mảng lớn, dưới sự khống chế của Dương Bách Xuyên, nó chợt lóe lên rồi biến mất trên người phân thân của Nghiêm Tông Thanh. Không, không, a! À. Cánh hoa sen đen nổ tung làm Nghiêm Tông Thanh đang nhanh chóng lùi về sau chưa kịp phản ứng đã bị cánh hoa cường đại nhập thể.
24 cánh hoa sen đen vẩy đầy lên trên phân thân của Nghiêm Tông Thanh như mũi tên bay loạn. Trong tiếng kêu thảm thiết không cam lòng, phân thân của Nghiêm Tông Thanh bùng cháy nổ mạnh. Hóa thành cho bụi trong phút chốc. Dù sao cũng là phân thân được ngưng tụ từ thần hồn và tinh huyết, cũng coi như một loại thiên phú thần thông, phân thân chết bản thể sẽ không chết nhưng cũng bị tổn thất nặng nề. Nơi xa, bản thể Nghiêm Tông Thanh đang đại chiến với Mạnh Trường Thanh, sau khi phân thân bị Dương Bách Xuyên chém giết, đột nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, thần hồn và tinh huyết bị giết, ông ta sẽ bị ảnh hưởng nặng. Mạnh Trường Thanh vẫn luôn bị Nghiêm Tông Thanh áp chế, lúc này nhìn thấy Nghiêm Tông Thanh đột nhiên hộc máu, sao có thể buông tha cơ hội, cao thủ quyết đấu chính là thắng thua thành bại, thay đổi trong nháy mắt. Mạnh Trường Thanh lắc người hung hăng nện một chưởng vào ngực của Nghiêm Tông Thanh. Bịch! A! À. Nghiêm Tông Thanh bị một kích của Mạnh Trường Thanh đánh rơi xuống từ không trung. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên bắt được cơ hội, di chuyển chân, cả người biến mất, hắn biết lúc nãy chém giết chỉ là một phân thân của Nghiêm Tông Thanh, chỉ cần bản thể không chết, mối họa vẫn tồn tại. Hắn vẫn luôn chú ý đến tình hình chiến đấu của Mạnh Trường Thanh và Nghiêm Tông Thanh, nhìn thấy sau khi bị hắn tiêu diệt một phân thân, lão già kia bị hộc máu. Bị Mạnh Trường Thanh nắm lấy cơ hội tung trưởng đánh rơi xuống từ giữa không trung, Dương Bách Xuyên biết cơ hội đến rồi. Dùng kiếm đồ long, thi triển ra kiếm kỹ phong nhận. Chém xuống. Phụt. Nghiêm Tông Thanh bị một kiếm của Dương Bách Xuyên chém thành hai nửa, chết ngay tại chỗ. Đến tận đây, phân thân của Nghiêm Tông Thanh cảnh giới phân thần sơ kỳ và bản thể đều bị Dương Bách Xuyên giết chết. Tất nhiên có thể giết chết bản thể Nghiêm Tông Thanh là kết quả đánh lén của hắn, cộng thêm sau khi phân thân chết, lão già kia bị phản vệ nặng, còn bị Mạnh Trường Thanh bắt lấy cơ hội đánh một trường, vết thương càng thêm nặng, nếu không còn phải vất vả trắc trở một phen. Mạnh Trường Thanh bay lại bên cạnh Dương Bách Xuyên, nhìn thấy Dương Bách Xuyên đột phá lên xuất khiếu cảnh đại viên mãn, ông ta kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên không giống bình thường, ta không nhìn lầm người. Đại viên mãn có thể giết chết phân thần cảnh sơ kỳ, giết chết Nghiêm Tông Thanh dưới sự đánh lén, loại thực lực chiến đấu vượt cấp này thật sự hiếm thấy. Mạnh Trường Thanh cảm nhận được hơi thở trên người Dương Bách Xuyên cường đại không kém ông ta. Mạnh Trường Thanh kinh ngạc cảm thán trong lòng, mở miệng nói, chúc mừng môn chủ đột phá tu vi. Mặc dù Dương Bách Xuyên cũng biết giết chết được Nghiêm Thanh Tông vì đột phá được xuất khiếu hậu kỳ lên đại viên mãn, nhưng trong lòng vẫn không vui vẻ vì chuyện cha mẹ. Biểu tình rất bình tĩnh, nói với Mạnh Trường Thanh, lão Mạnh, vất vả. Không sao, có thể đánh một trận với phân thần cảnh cũng có chỗ lợi cho ta, hơn nữa là môn chủ giết chết Nghiêm Tông Thanh. Mạnh Trường Thanh còn chưa nói xong, phía chân trời vang lên một tiếng nổ vang. Hai người quay đầu nhìn lại, là trận chiến của Dương Vấn Thiên và Nghiêm Cơ Sơn đang tiến vào giai đoạn gay cấn. Môn chủ. Chúng ta đi giúp Vấn Thiên lão nhân, giết chết Nghiêm Cơ Sơn. Nếu ra tay thì không thể để lại mối họa, nếu không hậu hoạn vô cùng. Mạnh Trường Thanh híp mắt nhìn về phía chân trời. Dương Bách Xuyên nghe thấy lời nói âm động này, nhưng cũng biết lời nói của Mạnh Trường Thanh là sự thật, gật đầu nói, đi, chúng ta liên hợp giết chết Nghiêm Cơ Sơn. Không nói đến việc Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh thảo luận việc chém giết Nghiêm Cơ Sơn để diệt trừ hậu hoạn. Giờ phút này Nghiêm Cơ Sơn đã nổi ý muốn rút lui. Lúc ông ta nhìn thấy lão nhị Nghiêm Tông Thanh bị Dương Bách Xuyên giết chết thì hận không thể nghiền xương Dương Bách Xuyên thành tro, thế nhưng đối mặt với ông ta là tu vi cảnh giới giống như Dương Vấn Thiên. Bị Dương Bách Xuyên liều chết quấn lấy. Hai người đều là tu vi phân thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, bàn về thực lực thì tương đương nhau, nhưng có một điều, Dương Vấn Thiên chính là bậc thầy trận pháp, được xưng là trận ma. Lão ta luôn dùng vài lá bùa chú trận pháp khiến Nghiêm Cơ Sơn đánh rất nén giận, tuy rằng không đến nỗi thua nhưng cũng bó tay bó chân với Dương Vấn Thiên, cứ phải đề phòng trận pháp bùa chú trong tay Dương Vấn Thiên, sơ sẩy một cái là phải chịu thiệt. Cơn giận lão nhị Nghiêm Tông Thanh bị giết ban đầu qua đi, Nghiêm Cơ Sơn nhanh chóng bình tĩnh lại. Đột nhiên ông ta nghĩ nếu Dương Bách Xuyên có thể giết được lão nhị Nghiêm Tông Thanh cho thấy hắn đã có tư cách đối chiến với phân thần cảnh. Nếu như có thêm một trận tiên Mạnh Trường Thanh cùng nổi tiếng với Dương Vấn Thiên, ba tu sĩ thực lực phân thần cảnh bao vây tấn công một mình Nghiêm Cơ Sơn ông ta. Lúc nghĩ tới đây Nghiêm Cơ Sơn dùng mình một cái, bắt đầu nổi ý muốn rút lui.
hiển nhiên nếu Mạnh Trường Thanh và Dương Bách Xuyên ngược lại bao vây tấn công ông ta, hai người một bậc thầy trận pháp một tiểu tử kỳ lạ, trong tay ba người này đừng nói báo thù, cái mạng già của ông ta còn chưa chắc giữ được. Ngay khi Nghiêm Cơ Sơn bắt đầu có ý muốn rút lui, Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh đã phi thân lao tới. Điều này khiến Nghiêm Cơ Sơn trong lòng hốt hoảng, liên tục chém ra hai kiếm về phía Dương Vấn Thiên, khiến Dương Vấn Thiên luống cuống tay chân một trận, sau đó Nghiêm Cơ Sơn không chút nghĩ ngợi lập tức bỏ chạy. Có điều Mạnh Trường Thanh và Dương Bách Xuyên nháy mắt đã tới, làm sao có thể không nhận ra Nghiêm Cơ Sơn muốn chạy trốn. Cũng đúng vào lúc này, Dương Vấn Thiên đã hoàn hồn hét lớn với Mạnh Trường Thanh, lão Mạnh, đừng để ông ta chạy trốn. Từ ban đầu chiến đấu chém giết Dương Vấn Thiên đã biết Dương gia và Nghiêm gia chủ động muốn chấm dứt. Hôm nay nếu để Nghiêm Cơ Sơn trốn thoát chính là tai họa với Dương gia, có thể tưởng tượng nếu để Nghiêm Cơ Sơn tu vi phân thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong bỏ trốn hôm nay, ông ta sẽ trốn trong bóng tối trả thù con cháu Dương gia, đến lúc đó phòng cũng không phòng được. Dương Quốc Trung là đồ đệ của lão ta lựa chọn đứng về phía đồ đệ của mình cũng đã biết rõ hậu quả. Vì vậy tuyệt đối không thể tha cho hai huynh đệ Nghiêm gia. Nghiêm Tông Thanh đã bị Mạnh Trường Thanh và Dương Bách Xuyên giết chết, bây giờ còn thừa lại Nghiêm Cơ Sơn ba người liên thủ không đáng để lo. Hôm nay hai huynh đệ Nghiêm Cơ Sơn phân thân cảnh một người cũng đừng hòng trốn, không phải Dương Vấn Thiên tàn nhẫn mà là trách nhiệm với gia tộc, càng là kinh nghiệm sinh tồn tu luyện hơn mấy ngàn năm qua. Sớm đoán được rồi, giao cho ta. Mạnh Trường Thanh cũng biết rõ hậu quả nếu Nghiêm Cơ Sơn bỏ trốn. Trả lời Dương Vấn Thiên. Trong tay ông ta xuất hiện một tấm bùa chú gia thú, phụt một tiếng phun một ngụm tinh huyết lên bùa chú. Trong mắt Dương Bách Xuyên chỉ thấy đột nhiên Mạnh Trường Thanh ném bùa chú trong tay về phía Nghiêm Cơ Sơn ở cách đó hơn trăm thước, hơn nữa miệng thốt ra một tiếng, thiên cương kết giới trận, phong tỏa thiên địa, khởi. Vừa dứt lời, bùa chú của Mạnh Trường Thanh tỏa ra ánh sáng vô cùng chói mắt, sau đó ánh sáng trắng nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Tốc độ của Nghiêm Cơ Sơn có nhanh hơn nữa thì dường như cũng không nhanh bằng ánh sáng bùng nổ từ bùa chú của Mạnh Trường Thanh. Ầm một phát như mặt trời mọc, ánh sáng của bùa chú chỉ nháy mắt đã bắn hơn nghìn thước. Lấy bùa chú của Mạnh Trường Thanh làm trung tâm, nghìn thước xung quanh biến thành một thế giới bị ánh sáng trắng bao phủ. Ầm. Nghiêm Cơ Sơn chạy trốn ở xa như đụng đầu vào bức tường bị ánh sáng trắng bắn ngược trở lại. Chính là bị kết giới bùa chú của Mạnh Trường Thanh ngăn cản. Dương Bách Xuyên không lấy làm lạ về việc Mạnh Trường Thanh có thể thi triển bùa chú kết giới, dù sao Mạnh Trường Thanh cũng được xưng là trận tiên. Chỉ chớp mắt Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên đã một trái một phải xuất hiện cách Nghiêm Cơ Sơn 10 thước. Mà Dương Bách Xuyên thì đứng phía trước cách Nghiêm Cơ Sơn 20 thước. Ba người tạo thành chữ hình, sinh, bao vây Nghiêm Cơ Sơn. Nghiêm Cơ Sơn mặt mày u ám nhìn Dương Vấn Thiên nói, Dương Vấn Thiên, ông đúng là không niệm tình xưa, muốn đuổi tận giết tuyệt lão phu sao. Sau khi bị kết giới ngăn trở không chạy được, Nghiêm Cơ Sơn lạnh lùng nói với Dương Vấn Thiên. Dương Vấn Thiên nhìn Nghiêm Cơ Sơn đáp, tình hình hiện tại cần gì phải nói nhảm, sớm muộn gì hai nhà chúng ta cũng sẽ có một ngày như vậy, bản thân Nghiêm Cơ Sơn ông phải tận thôi. Ha ha ha. Nghiêm Cơ Sơn cười điên cuồng. Sau đó ông ta lập tức chửi bới, Dương Vấn Thiên, hôm nay ông giết ta không sợ bị Lão Thái Quân chất vấn sao? Ông đã quên Lão Thái Quân chính là người của Nghiêm gia ta à, Nghiêm gia với Dương gia liên hôn và tồn vong, hôm nay ta chết, Nghiêm gia diệt vong, Dương gia ông cũng đừng hòng sống yên trong ổ thổ phỉ nữa. Đủ rồi, đột nhiên Dương Vấn Thiên giống to, ngắt lời Nghiêm Cơ Sơn. Sau đó mắt hung tợn nói, Nghiêm Cơ Sơn ông bây giờ mới biết kết giao tình với ta sao? Sao không làm thế từ sớm mẹ nó đi? Lão Thái Quân thì sao? Bà ấy đúng là người Nghiêm gia, nhưng đã gả vào Dương gia ta, sinh là người Dương gia chết là quỷ Dương gia. Hơn nữa, Nghiêm Cơ Sơn ông có mặt mũi nói liên hôn ư, muội muội của ta chết thế nào? Hả, ông cho là ta không biết sao? Cũng vì liên hôn chết tiệt. Sau khi muội muội ta tới Nghiêm gia ông bị một câu của Nghiêm Cơ Sơn ông đánh chết tươi. Sau đó chuyển lời tới Dương gia là tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Ha ha, Nghiêm Cơ Sơn, lão phu muốn giết ông từ lâu rồi, lòng muốn diệt Nghiêm gia ngàn năm trước đã có, Nghiêm gia diệt vong, sau này người Dương gia không bao giờ cần liên hôn nữa, Nghiêm Cơ Sơn ông giết muội muội ta đáng chết một vạn lần.
Giờ phút này Dương Vấn Thiên rơi vào trong đau khổ. Xuất thân của lão ta thật sự không phải dòng chính Dương gia mà là dòng bên. Ngàn năm trước lão ta vẫn chỉ là một tiểu tu sĩ, có một muội muội duy nhất, lúc đó đã bị gia tộc gả cho con cháu dòng chính của Nghiêm gia là Nghiêm Cơ Sơn, dùng để duy trì truyền thống liên hôn của hai nhà. Từ nhỏ muội muội của Dương Vấn Thiên đã có vấn đề về biểu đạt, sau khi tới Nghiêm gia, một lần cả lâm trên yến hội, sau khi bị khách mời chế nhạo, Nghiêm Cơ Sơn liền cho rằng làm mất mặt mũi đại thiếu Nghiêm gia của ông ta, nói một câu khiến Nghiêm gia mất mặt rồi trực tiếp loạn côn đánh chết muội muội của Dương Vấn Thiên. Sau khi Dương Vấn Thiên biết rõ nội tình thì đi tìm trưởng bối trong gia tộc đòi công bằng, nhưng huynh muội bọn họ chỉ là một phần tử trong đông đảo dòng bên của Dương gia, không phải dòng chính càng không thể nói. Hơn nữa gia tộc cũng sẽ không vì một nữ tử Dương gia tầm thường đi chất vấn Nghiêm Cơ Sơn lúc đó là đại thiếu Nghiêm gia. Càng bởi vì ngay lúc đó Dương Vấn Thiên biết mình không có thực lực, không tiến vào được cao tầng của Dương gia, không có quyền phát biểu, chỉ là một tiểu nhân vật tầm thường đối với cao tầng Nghiêm gia và Dương gia. Nhưng đối với Dương Vấn Thiên, người mất đi là muội muội sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ với lão ta. Sau lần đó Dương Vấn Thiên đã rời Dương gia du lịch, tiến vào sâu trong sa mạc, nhận được truyền thừa trận đạo trong cơ duyên. Lão ta đã thề một ngày nào đó phải kết thúc liên hôn chó má, giết Nghiêm Cơ Sơn, thậm chí là hủy diệt Nghiêm gia, cho con cháu Dương gia sau này một phần yên bình. Sau đó Dương Vấn Thiên trận đạo đại thừa, một bước lên mây, sau khi có thực lực đã có quyền phát biểu ở Dương gia, cứng rắn mài chết một vài lão gia hỏa ở Dương gia. Lão ta tu luyện nghìn năm, sống nghìn năm. Cho đến hôm nay đã trở thành nhân vật cấp bậc lão tổ của Dương gia. Mấy năm qua lão ta luôn suy nghĩ tìm cơ hội báo thù, thế nhưng ngại mặt mũi của lão Thái Quân nên mãi vẫn không ra tay. Ở Dương gia lão Thái Quân có ơn với lão ta định chờ sau khi lão Thái Quân tỏa hóa thì lại ra tay, đợi một cái đã là mấy trăm năm. Hôm nay xem như đúng dịp, một là vì đồ đệ Dương Quốc Trung, hai là để trút hết thù hận trong lòng lão ta với Nghiêm Cơ Sơn và Nghiêm gia. Không giết Nghiêm Cơ Sơn thì Dương Vấn Thiên lão ta vĩnh viễn sẽ bị tâm ma bao vây, thế nên hôm nay cho dù lão Thái Quân đứng trước mặt thì lão ta cũng giết không tha, lại càng không cho Nghiêm Cơ Sơn cơ hội bỏ trốn, lưu lại một tai họa cho Dương gia. Sau khi nghĩ tới đây, Dương Vấn Thiên hai mắt đỏ bừng, sát khí ùn ùn nhìn Nghiêm Cơ Sơn nói, Nghiêm Cơ Sơn, có lẽ ông đã quên rồi, trước kia vì một nữ tử có vấn đề biểu đạt làm mất mặt ông mà ông ra lệnh đánh chết nàng, bây giờ ta cho ông biết. Nữ tử có vấn đề biểu đạt năm đó chính là muội muội của Dương Vấn Thiên ta, hôm nay ông chắc chắn phải chết, giết. Chữ giết cuối cùng phát ra rung trời. Trong mắt Dương Bách Xuyên, sư tổ Dương Vấn Thiên gần như đã tới ranh giới tẩu hỏa nhập ma, không ngờ rằng sư tổ còn có một muội muội đã chết trong tay Nghiêm Cơ Sơn. Thảo nào lão ta lại không chút do dự giúp mình giết tới tận Nghiêm gia, thì ra phụ thân Dương Quốc Trung là đồ đệ của lão ta là một mặt. Nghiêm Cơ Sơn giết muội muội của lão ta là một mặt khác. Dương Bách Xuyên thở dài một tiếng, xoay kiếm đồ long trong tay, cũng chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Thế nhưng Dương Bách Xuyên không ngờ rằng chỉ thấy thân hình của Nghiêm Cơ Sơn khẽ động, xông về phía hắn. Đờ mờ, lão già chết tiệt này, tưởng rằng ta là quả hồng mềm sao? Dương Bách Xuyên cười lạnh một tiếng với Nghiêm Cơ Sơn đang xông về phía mình, không hề lùi bước. Tiện thể thử xem tu vi đạt tới xuất khiếu cảnh đại viên mãn thi triển kiếm quyết Hắc Liên có thể thử sức một trận với cao thủ phân thần cảnh sơ kỳ hay không. Kiếm quyết Hắc Liên, một kiếm một Hắc Liên, một hóa hai, chảm. Dương Bách Xuyên dùng hết toàn lực chém ra một kiếm, trên thân kiếm đồ long hội tụ ra hai đóa sen đen, bay về phía Nghiêm Cơ Sơn. Quả thật trong mắt Nghiêm Cơ Sơn thì Dương Bách Xuyên có tu vi yếu nhất trong ba người, muốn tìm được cửa khẩu đột phá thì phải ra tay từ chỗ Dương Bách Xuyên. Mà chuyện Dương Vấn Thiên nói ông ta căn bản không nhớ rõ, lúc còn trẻ ông ta đã giết rất nhiều nữ nhân, mấy trăm năm qua ông ta làm gì có thời gian nhớ mấy chuyện vặt vãnh này. Có điều nhìn bộ dạng kích động của Dương Vấn Thiên, Nghiêm Cơ Sơn biết có lẽ ông ta thật sự đã giết một nữ tử có vấn đề biểu đạt. Nhưng thế thì sao? Nghiêm gia và Dương gia nhiều thế hệ liên hôn không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc, với tu chân gả thì phải hành xử vô tình. Không có gánh nặng trên người mới có thể lấy hứng thú theo đuổi đại đạo. Dương Vấn Thiên như vậy rõ ràng là có bệnh, cho dù giết muội muội của Dương Vấn Thiên ông thì sao, có thể làm gì được. Bao nhiêu năm trôi qua, cả Nghiêm Cơ Sơn ông cũng quên mất chuyện này rồi.
nhưng nhìn dáng vẻ điên cuồng của Dương Vấn Thiên, Nghiêm Cơ Sơn không dám giao thủ với tên điên, bên kia còn có một mạnh trường thanh được xưng là trận tiên, vừa rồi một tấm bùa chú cũng có thể phong tỏa không gian phạm vi nghìn thước, người này càng kỳ lạ hơn. Ông ta liếc mắt liền thấy Dương Bách Xuyên là quả hồng mềm. Nghiêm Cơ Sơn nhìn thấy một kiếm Dương Bách Xuyên chém ra lại xuất hiện thêm hai đóa sen đen, ban đầu ông ta không để trong lòng, nhưng lúc tới gần nét mặt của ông ta thay đổi, cảm nhận được kiếm khí vô cùng mạnh mẽ từ hai đóa sen đen kia. Giờ phút này Nghiêm Cơ Sơn biết đây là kiếm kỹ thần thông nên không dám khinh thường nữa, giơ tay chém ngang một kiếm. Tịch diệt nhất kiếm, phá cho ta. Một kiếm của Nghiêm Cơ Sơn tung ra, đất trời cũng có chút tối sầm lại. Chỉ thấy ánh sáng trên trường kiếm của Nghiêm Cơ Sơn bung tỏa, sau đó lúc chớp lúc tắt, mang theo kiếm khí mạnh mẽ quét về phía hai đóa sen đen kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Giờ phút này Nghiêm Cơ Sơn chỉ cách hai đóa sen đen kiếm khí vỏn vẹn hai thước. Dương Bách Xuyên thấy cảnh tượng này thì khóe miệng lộ ý cười, trong lòng nghĩ nếu Nghiêm Cơ Sơn từng thấy hắn chiến đấu với Nghiêm Tông Thanh thì sẽ không lại gần như vậy. Nghiêm Cơ Sơn nằm mơ cũng không ngờ rằng sau khi sen đen của Dương Bách Xuyên nổ tung còn có thể biến ra 20 cánh hoa sen đen, đó là do sen đen kiếm khí biến thành. Cộng thêm giờ phút này tu vi của Dương Bách Xuyên đã đạt tới xuất khiếu cảnh đại viên mãn, uy lực của cánh sen đen càng lớn hơn lúc trước. Lần này Nghiêm Cơ Sơn phải chịu thiệt rồi. Bịch bịch. Sau khi một kiếm của Nghiêm Cơ Sơn quét qua hai đóa sen đen, ngay sau đó đồng tử của ông ta đột nhiên co lại. Lúc này ông ta mới phát hiện cánh hoa được biến ra sau khi hai đóa sen đen hung ác nổ tung đột nhiên bắn tới. Giống. Mắt Nghiêm Cơ Sơn đỏ rực, trong miệng phát ra một tiếng kêu không thuộc về bản thân, toàn thân giờ phút này bùng nổ hơi thở, trên người tỏa ra ánh sáng màu xanh chớp nhoáng. Nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên thì trên người Nghiêm Cơ Sơn xuất hiện một bộ chiến giáo màu xanh, trong lòng hắn thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Hiển nhiên tất cả công kích của cánh hoa sen đen đều bị chiến giáp màu xanh trên người Nghiêm Cơ Sơn chặn lại, nếu không cho dù lần này không đánh chết Nghiêm Cơ Sơn thì cũng có thể lấy nửa cái mạng già của ông ta. Có điều cho dù là như vậy thì 24 cánh hoa sen đen vẫn đập vào chiến giáp của Nghiêm Cơ Sơn. Ầm ầm ầm. Tiếng vang trầm trầm không ngừng vang lên liên tiếp, tất cả cánh hoa sen đen đều nổ tung trên chiến giáp của Nghiêm Cơ Sơn vẫn khiến cơ thể của Nghiêm Cơ Sơn văng ngược ra ngoài. Phụt. Một ngụm máu phun ngược ra. Có điều giờ phút này Dương Bách Xuyên lại nở nụ cười, bởi vì sư tổ Dương Vấn Thiên và Mạnh Trường Thanh đã một trái một phải xuất hiện bên cạnh Nghiêm Cơ Sơn. La óc già Nghiêm Cơ Sơn bị Dương Vấn Thiên giơ tay lên đập một tấm bùa chú tới, trong tay Mạnh Trường Thanh xuất hiện một thanh trường kiếm, ông ta cũng giơ trường kiếm lên, muốn chém xuống một kiếm. Dương Bách Xuyên bám sát theo, kiếm đầu long tỏa ra ánh sáng bạc lóng lánh. Lần này ba người bao vây Nghiêm Cơ Sơn cực kỳ chặt chẽ. Nghiêm Cơ Sơn vốn dĩ bay ra ngoài sau khi phát hiện mình đã không còn đường lui thì trong ánh mắt bộc phát cảm xúc oán hận vô cùng, ngay sau đó bị điên cuồng thay thế, cười to ha ha ha, lão phu tung hoành cả đời, không ngờ rằng hôm nay bị bọn chuột nhắt ba người các ngươi hãm hại, có điều muốn giết lão phụ nằm mơ. Hai chữ nằm mơ cuối cùng Nghiêm Cơ Sơn nói tràn ngập kiên quyết và kiêu ngạo. Ông ta biết hôm nay mình khó thoát khỏi một kiếp nên làm ra một hành động điên cuồng, đột nhiên nở nụ cười với ba người Dương Bách Xuyên đang tấn công tới. Đúng vào lúc này đột nhiên Mạnh Trường Thanh hét lên một tiếng, mau lùi lại, ông ta muốn tự bảo. Trong khi nói chuyện giọng nói của Mạnh Trường Thanh cũng thay đổi, hậu quả một phân thần cảnh tự bảo thế nào thì ai cũng rõ. Dương Bách Xuyên và Dương Vấn Thiên đều phát hiện, sắc mặt hai người trở nên vô cùng khó coi. Lúc này ba người chỉ cách Nghiêm Cơ Sơn ba thước, một khi Nghiêm Cơ Sơn tự bạo, đừng nói ba thước, cho dù là 30 thước, thậm chí xa hơn cũng sẽ bị lan tới. Gần như không có bất kỳ dấu hiệu và phản ứng gì. Cơ thể Nghiêm Cơ Sơn lập tức nổ tung như đạn hạt nhân phát nổ, một hơi thở khiến người ta không thở nổi xuất hiện. Dương Bách Xuyên thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy ngực bị người ta chưởng mạnh một phát, rồi sau đó ngã văng ra ngoài. Trong nháy mắt hắn nhìn thấy người đánh mình một chưởng chính là Mạnh Trường Thanh thì lập tức biết là Mạnh Trường Thanh đang cứu hắn. Lão Mạnh! Giờ phút này đôi mắt Dương Bách Xuyên ướt át. Trong tầm mắt nhìn thấy hình như trên người hai người Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt.
Còn hắn thì trong lúc bay ngược nhìn thấy hai người Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên vì Nghiêm Cơ Sơn tự bạo mà giấy lên cát bụi chìm vào bên trong. Lúc bay hơn trăm thước, một đợt sóng khí lan ra vẫn ảnh hưởng tới hắn. Phút. Dương Bách Xuyên phun ra một búng máu, hắn cảm thấy cơ thể như con diều đứt dây, lại bay về sau. Ầm. Sau một tiếng nặng nề, cơ thể Dương Bách Xuyên đụng vào trên cồn cát, mắt tối sầm lại mất đi ý thức. Chấm chấm chấm. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Bách Xuyên chậm chạp tỉnh lại. Hắn cảm giác xương cốt toàn thân như đều bị đứt gãy, sau khi khôi phục ý thức thì nhớ lại cảnh tượng Nghiêm Cơ Sơn tự bạo lúc trước. Là Mạnh Trường Thanh chắn trước mặt hắn, đánh một chưởng lên người hắn, giúp hắn thoát khỏi vùng tự bạo của Nghiêm Cơ Sơn. Cuối cùng mặc dù lúc cách trăm thước hắn vẫn bị Nghiêm Cơ Sơn tự bạo làm ảnh hưởng nhưng lại không nguy hiểm tới tính mạng, cơ thể va vào cồn cát mất đi ý thức. Sau khi nghĩ tới đây, trong lòng Dương Bách Xuyên quính lên, vội vàng vận chuyển công pháp. Cũng may hắn chỉ gãy mấy cái xương, đan điền vẫn còn nguyên, sau khi vận chuyển càn không tạo hóa công thì nhanh chóng chữa trị thương thế. Ngay sau đó hắn ra khỏi cồn cát. Lão Mạnh, sư tổ. Sau khi Dương Bách Xuyên ra khỏi cồn cát thì chạy tới chỗ Nghiêm Cơ Sơn tự bạo. Trước lúc hôn mê hắn nhìn thấy Mạnh Trường Thanh và sư tổ Dương Vấn Thiên bị năng lượng từ Nghiêm Cơ Sơn tự bạo giấy lên cát bụi bao phủ bên trong. Giờ phút này đưa mắt nhìn lại đã không còn cát bụi, xa xa rải rác thi thể của người Nghiêm gia. Mà ở chỗ Nghiêm Cơ Sơn tự bạo xuất hiện một cái hố lớn trăm thước. Điều này khiến Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi. Trái tim hắn cũng đập thình thịch. Chỉ nhìn mỗi cái hố lớn sau khi Nghiêm Cơ Sơn tự bạo cũng có thể tưởng tượng được uy lực của một phân thần cảnh tự bạo. Bây giờ hắn chỉ có thể cầu nguyện Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên còn sống. Có điều, nhìn hiện trường tự bạo khiến mắt Dương Bách Xuyên đỏ lên. Hắn từng bước đi về phía cái hố lớn, vừa kêu to, Lão Mạnh, sư tôn. Trả lời hắn ngoại trừ tiếng gió cắt thi thoảng gào thét thì không có tiếng trả lời của Mạnh Trường Thanh và sư tổ. Sau khi Dương Bách Xuyên chạy tới mép cái hố lớn lại không phát hiện tung tích hai người, thi thể cũng không nhìn thấy. Chỉ là một cái hố to sâu chừng ba thước, rộng chừng trăm thước. Lần này trái tim của Dương Bách Xuyên chùn xuống. Nhưng ngẫm lại thì không đúng. Cho dù uy lực Nghiêm Cơ Sơn là phân thần cảnh tự bạo rất mạnh, nhưng mặt khác Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên cũng có tu vi phân thần cảnh hàng thật giá thật. Hơn nữa vào khoảnh khắc cuối cùng rõ ràng Dương Bách Xuyên nhìn thấy toàn thân hai người họ đều phát ra ánh sáng, điều này cho thấy hai người đã làm ra phòng ngự, không thể nào cả thi thể cũng không thấy. Hơn nữa hai người này đều là bậc thầy trận pháp, một người được xưng là trận tiên, một người được xưng là trận ma. Trận pháp chi đạo ở Sơn Hải giới đều rất đa dạng, không thể nào cả phòng ngự cũng không làm được, thân thể bị Nghiêm Cơ Sơn tự bảo hủy diệt tới nay bấy. Dương Bách Xuyên nghĩ tới đây thì không tin cả thi thể của ai người lại không tìm được một người, nếu thật sự là vậy thì uổng phí danh tiếng trận tiên trận ma của bọn họ rồi. Dương Bách Xuyên lập tức nhắm mắt thả linh thức tìm kiếm từng tấc một. Sau khi linh thức mạnh mẽ khuếch tán, một giây sau đột nhiên Dương Bách Xuyên mở mắt ra, sắc mặt vui vẻ, xoẹt một cái nhảy vào một góc của cái hố lớn. Bởi vì hắn phát hiện hơi thở của hai sinh mệnh bên dưới lớp cát ở chỗ này. Dương Bách Xuyên vung tay lên, lớp cát dày một thước bị rời đi, xuất hiện hai thi thể đẫm máu. Đúng là Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên. Có điều giờ phút này trông hai người đều rất thảm. Mạnh Trường Thanh đã đứt một cánh tay phải, Dương Vấn Thiên thì cụt một cánh tay trái, trên người toàn là vết thương. Nhưng khiến Dương Bách Xuyên thở phào là ai người đều còn sống. Chỉ cần hai người bọn họ còn sống là hắn có thể dùng nước sinh mệnh chữa trị thương thế của hai người, cánh tay bị đứt cũng có thể tái sinh, chỉ có điều phải gặp chút trắc trở mà thôi. Trong lòng khẽ động, nhìn nước sinh mệnh trong không gian bình càn khôn, chỉ thấy trên đá sinh mệnh xuất hiện 6 giọt nước inh mệnh, điều này cho thấy hắn đã hôn mê 6 ngày. 9 giọt nước sinh mệnh lần trước đều dùng trên người phụ thân, 6 giọt bây giờ dùng để cứu mạng già của Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên hẳn là đủ rồi. Xuyên Nhi, con sao rồi? Dương Quốc Trung vẫn là bộ dạng trắng bệch không chút sức sống, toàn bộ vết thương trên người ông đều đã được Dương Bách Xuyên không tiếc sử dụng nước sinh mệnh chữa trị hết, nhưng mà mối họa tiềm tàng do thần hồn cắn trả lại không có cách nào chữa trị,
trạng thái có vẻ không được tốt lắm. Lúc Dương Bách Xuyên đang chữa trị vết thương cho sư công Dương Quốc Trung và Mạnh Trường Thanh, hắn cũng tiện thể triệu hồi phụ thân từ không gian bình càn khôn ra ngoài, dù sao thì Dương Vấn Thiên cũng là sư phụ của ông, hơn nữa cũng có thể giúp đỡ hắn chăm sóc cho lão ấy. Cha yên tâm đi, sư công và lão Mạnh đều không nguy hiểm đến tính mạng, vết thương thì chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là sẽ tự khôi phục. Dương Bách Xuyên thi triển M Dương Ngũ Hành Châm cho Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên, lại cho hai người uống ba giọt nước sinh mệnh, không còn trở ngại gì nữa rồi. Đúng lúc này Dương Vấn Thiên hộc ra một ngụm chọc khí rồi mở mắt ra. Lão và Mạnh Trường Thanh đã tỉnh từ lâu rồi, chỉ là sau khi phát hiện Dương Bách Xuyên đang chữa trị vết thương nên đã phối hợp vận chuyển công pháp chữa thương không tỉnh lại luôn mà thôi, hiện giờ quả thật đã không còn trở ngại gì nữa. Sư công! Sư phụ! Cha con Dương Bách Xuyên tiến lên. Sư công người cảm thấy thế nào? Dương Bách Xuyên hỏi. Ha ha! Nhóc con người cho sư công dùng trí bảo gì đấy, giờ ta không sao rồi, thật là thần kỳ. Dương Vấn Thiên vừa mở miệng là cười ha ha, hoàn toàn không để ý đến việc mình đã mất đi một cánh tay. Sư phụ, đều là lỗi của đệ tử, liên lụy đến sư phụ. Dương Quốc Trung nhìn cánh tay của Dương Vấn Thiên nói. Nhưng dù không có ngươi thì ta và Nghiêm gia cũng sẽ phải chiến đấu với nhau vào một ngày nào đó thôi, hôm nay cũng coi như là đã hoàn thành được một nguyện vọng. Ta đã báo thù được cho muội muội rồi. Dương Vấn Thiên nhìn về phía chân trời, đôi mắt hơi ươn ướt, như thể lão đang cầu nguyện cho muội muội dưới suối vàng của mình vậy. Nghiêm Cơ Sơn vừa chết, Nghiêm gia cũng toang luôn, lão đã báo thù được cho muội ấy. Sư phụ, hai mắt Dương Quốc Trung có chút ướt át, ông có thể sống đến bây giờ là vì may mắn gặp được sư phụ tốt. Được rồi, nhóc con ngươi đừng có rể ra mít ướt, ngược lại là ngươi, vi sư đã bảo ngươi thế nào hả? Xưa nay người tu luyện huyết trận đều là 10 thành 9 bại, người xem người đi. Hầy, Dương Vấn Thiên nhìn Dương Quốc Trung mà không nói thành lời. Bởi vì là sư phụ nên lão cũng biết đồ đệ tu luyện huyết trận vì điều gì, là vì thê tử đã bị người Nghiêm gia ép phải tiến vào cấm địa Nghiêm gia, nhưng... Hiện tại thê tử của ông có còn ở trong đó không, hoặc là có còn sống hay không, chẳng ai biết được. Con, Dương Quốc Trung đầy mặt chua xót, không biết phải bắt đầu từ đâu. Đúng lúc này một tiếng thở dài vang lên, lực lượng cắn trả của huyết trận đã khiến ngươi hao tổn tinh thần, bây giờ có muốn dừng lại cũng không được, chỉ có thể tiếp tục tu luyện thôi. Chỉ khi tu luyện huyết trận đến đại thừa tầng thứ 9, mới có thể thoát khỏi vận mệnh bị cắn trả. Trận pháp này là huyết trận, cũng là tà trận, có thể lên tới đại thừa thì sẽ có thể vấn đạo, còn lui về sau thì sẽ hóa thành một bãi máu loãng, quả thật là một trận pháp tà tính nhất trong số các trận pháp trên thế gian. Hiện tại ngươi tu luyện tới tầng mấy rồi? Là Mạnh Trường Thanh ở bên cạnh đã tỉnh dậy, bước đến nói. Không khác tình cảnh của Dương Vấn Thiên là mấy, Mạnh Trường Thanh cũng mất đi một cánh tay, nhưng vết thương đang dần ổn định nhờ ba giọt nước sinh mệnh của Dương Bách Xuyên. Ông ta nghe thấy mấy lời của Dương Quốc Trung, lại không nhịn được kể ra những tai hại của huyết trận mà mình biết. Dương Bách Xuyên nghe thấy Mạnh Trường Thanh giải thích về huyết trận, trong lòng càng thêm run sợ. Dựa theo lời kể của lão Mạnh, hình như phụ thân của hắn Dương Quốc Trung đã bước lên con đường không thể quay đầu lại. Tu luyện huyết trận chính là một con đường mà đã đi là phải đi thẳng tới cuối, giữa đường không được dừng lại, một là đi đến cuối huyết trận tu luyện đến đại thừa tầng thứ 9 rồi bước thẳng một bước lên trời, hoặc là dừng lại và sẽ bị cắn trả hóa thành một bãi máu loãng. Không khác gì một pha tự sát tua chậm. Dương Bách Xuyên quay đầu lại nhìn. Cũng căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ phụ thân mình. Trái lại Dương Quốc Trung lại tỏ ra thờ ơ, từ khi ông bắt đầu tu luyện huyết trận thì đã biết trước hậu quả rồi, nhưng mà vì để có thể xông vào Nghiêm gia tìm thê tử, con đường này đối với ông không là gì cả. Hiện tại đang là huyết trận tầng thứ 3, Dương Quốc Trung trả lời. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì hít một hơi khí lạnh, huyết trận có 9 tầng đại thừa, hiện tại mới là tầng thứ 3, còn cách tầng thứ 9 một khoảng rất xa. Sau này sẽ đi tiếp như thế nào, phụ thân có thể đi tiếp được không, có thể đi được bao xa đây? Dương Bách Xuyên cực kỳ lo lắng về chuyện này. Lão Mạnh, huyết trận tầng thứ 3 sẽ có hậu quả gì, hoặc là mối họa trong đó là như thế nào? Nếu ván đã đóng thuyền rồi, vậy hiện tại cũng chỉ có thể để thằng nhóc ngu ngốc này tiếp tục kiên trì thôi, người biết rõ về huyết trận chi đạo hơn là ta, nói thử cho bọn ta nghe xem sao.
Dương Vấn Thiên nhìn Mạnh Trường Thanh rồi nói. Mạnh Trường Thanh trầm ngâm một chút, bảo, huyết trận có 9 tầng, mỗi 3 tầng là một thử thách, hiện tại là thử thách thứ nhất, khi trải qua mỗi một thử thách thì đều phải chịu đau đớn do huyết mạch đảo chiều 3 lần. Theo ta được biết, nỗi đau do huyết mạch đảo chiều của huyết trận nó giống như bị vạn kiếm đâm xuyên thân thể vậy, lần tới sẽ còn đau đớn hơn lần này nhiều, có rất ít người có thể chống đỡ được. Nếu không chống chọi được thì nhẹ là tẩu hỏa nhập ma, tu vi giảm mạnh, nặng thì huyết mạch cắn trả, hóa thành máu loãng. Nhưng nếu có thể chống chọi được thì thực lực tu vi sẽ tăng lên rất nhiều, tại thử thách thứ nhất huyết mạch sẽ đảo chiều 3 lần, thử thách thứ hai là 6 lần, đến thứ ba thì sẽ là 9 lần, chủ yếu là đau đớn do huyết mạch đảo chiều gây ra thôi, điều này cũng không phải là không có cách giải quyết. Cách gì? Dương Bách Xuyên lại không nhịn được hỏi. Nếu phụ thân đã bước lên con đường tu luyện huyết trận, nếu có cách để giải quyết thì hắn sẽ gắng sức để giúp đỡ phụ thân. Đan nghịch huyết, Mạnh Trường Thanh nói ra ba chữ. Đan nghịch huyết, có phương pháp luyện đan không? Lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, hỏi. Có, ta có phương pháp luyện đan nghịch huyết từ lâu rồi. Năm đó ta bị cổ trùng chiếm đóng đan điền, đã từng nghĩ tới việc tu luyện huyết trận để đột phá rồi đuổi cổ trùng đi. Nhưng cuối cùng ta vẫn không chắc chắn hoặc là nói không tìm thấy được dược sư có thể luyện chế đan nghịch huyết, do đó từ bỏ. Phương pháp luyện đan và nguyên liệu đều dễ kiếm, nhưng mà để luyện chế ra đan nghịch huyết thì lại rất khó. Đan nghịch huyết chính là đan dược cao cấp, có rất ít dược sư có thể luyện chế ra loại đan ấy. Nghe nói trong điện mạo hiểm có tông sư luyện đan, nhưng để mời được một vị tông sư đến luyện chế đan dược, cái giá phải bỏ ra là quá lớn. Hơn nữa còn chưa chắc người ta sẽ đồng ý luyện chế, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra thành công. Khi đang nói chuyện, Mạnh Trường Thanh lấy một cái ngọc giản từ trong tay ra đưa cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên vội vàng nhận lấy, linh thức đảo qua, một lát sau hắn mở mắt khóe miệng lộ ra ý cười nói, đan này ta có thể luyện chế, nhưng trong tay còn thiếu chút linh dược. Ặc, đồ tôn, người biết luyện đan ư? Dương Vấn Thiên tức khắc kinh ngạc thốt lên. Mấy người bọn họ cũng không hề biết trình độ luyện đan của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, sư công, kể cả trận pháp chi đạo ta đây cũng biết một chút, nhưng tất nhiên là không bằng được người và lão Mạnh rồi, nhưng đối với luyện đan chi đạo, ta đây khá là tự tin. Người nào đó họ Dương ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy tự tin. Đúng là vậy mà, hắn cứ tưởng nó khó luyện chế lắm cơ, xem qua phương pháp luyện đan của Mạnh Trường Thanh xong. Hắn mới biết quả thật khó hơn các loại đan dược bình thường khác, việc tinh luyện đan dược gần như đạt tới mức hà khắc, hơn nữa trong đó còn có một vị thuốc chính có tên là cỏ hóa huyết, yêu cầu không tinh luyện mà phải trực tiếp ngưng tụ vào trong nước thuốc ngay lúc thành đan, việc này đúng là rất khó. Nhưng mà đối với Dương Bách Xuyên, dường như không quá khó, trong đầu hắn có toàn bộ kinh nghiệm về đan đạo mà sư phụ Vân Thiên Tà đã truyền thụ lại, đối với phương pháp ngưng tụ tinh luyện các loại linh dược, có không dưới 100 cách để giải quyết. Khó khăn ở trong mắt người khác không hề tồn tại trong tay hắn. Hắn nắm chắc 90% sẽ luyện chế ra được đan nghịch huyết. Môn chủ, đây là những linh dược cần dùng để luyện chế ra đan nghịch huyết mà ta đã thu thập mấy trăm năm nay. Nếu môn chủ có thể luyện chế ra được, vậy cũng coi như lão Mạnh ta đã cống hiến một phần cho tông môn. Mạnh Trường Thanh vừa nói vừa lấy một cái túi càn khôn từ trong tay ra giao cho Dương Bách Xuyên. Cảm ơn lão Mạnh. Dương Bách Xuyên trịnh trọng khom lưng hành lễ với Mạnh Trường Thanh. Không được, không được. Mạnh Trường Thanh vội vàng nâng Dương Bách Xuyên lên. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cố chấp khom lưng trước ông ta, rồi mới nghiêm túc nói, cái lễ này không thay mặt cho môn chủ, mà là một người con cảm tạ ơn cứu mạng phụ thân. Dương Vấn Thiên thầm gật đầu, mà Mạnh Trường Thanh cũng nhẹ nhõm thanh thản. Mạnh Trường Thanh ông không đi theo nhầm người, Dương Bách Xuyên là một người có tình có nghĩa. Còn về phần Dương Quốc Trung, ông càng cảm thấy có lỗi với con trai mình hơn. 60 năm trời không gặp nhau, đến lúc gặp lại còn gây ra phiền phức cho con trai mình nữa. Đúng rồi lão Mạnh, thần hồn trong cơ thể phụ thân ta đã bị thương nặng do bị cắn trả, có cách nào để chữa trị không? Dương Bách Xuyên liếc nhìn phụ thân một cái, hỏi về tình trạng vết thương hiện tại của Dương Quốc Trung. Điều này không quan trọng, sau khi chống đỡ được sự cắn trả của huyết trận. Sẽ trải qua một đợt niết bàn, sau này nó sẽ tự khôi phục thôi. Nếu có thể luyện chế ra đan nghịch huyết thành công rồi chữa trị vết thương do bị cắn trả, đương nhiên sẽ tốt hơn. Mạnh Trường Thanh giải thích.
Dương Bách Xuyên nghe vậy thì lập tức nói, hiện tại ta sẽ luyện chế đan nghịch huyết. So với việc tiến vào cấm địa Nghiêm gia để tìm mẹ, chữa trị vết thương cho cha mới là điều quan trọng lúc này. Giờ phải luyện chế ra đan nghịch huyết cho ông xong, Dương Bách Xuyên mới có thể yên tâm tiến vào cấm địa Nghiêm gia. Dưới sự kinh ngạc của ba người Dương Vấn Thiên, Dương Bách Xuyên phất tay lấy lò luyện đan thái thượng ra, mở lò nhóm lửa, từng cây linh dược được tinh luyện, nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát, không hề có bất kỳ cảm giác sượng sạo nào. Sau một ngày một đêm, Dương Bách Xuyên ngồi trước lò luyện đan, khẽ quát một tiếng, đan thành rồi. Ngay sau đó phía chân trời có một tia sét to bằng đầu ngón tay giáng xuống. Là đan kiếp. Ba người Dương Vấn Thiên kêu lên, bấy giờ bọn họ mới biết luyện đan chi đạo của Dương Bách Xuyên đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Cha, cha cảm thấy thế nào? Dương Bách Xuyên có chút lo lắng nhìn Dương Quốc Trung, hỏi thăm. Sau khi luyện chế đan nghịch huyết thành công thì hắn lập tức cho phụ thân dùng thử. Ở trong mắt Mạnh Trường Thanh, đan nghịch huyết là một loại đan dược cao cấp mà rất ít người có thể luyện chế ra được, nhưng rơi vào tay Dương Bách Xuyên, hắn không chỉ luyện chế ra được mà còn dẫn tới đan kiếp nữa. Có thể dẫn tới đan kiếp trong khi luyện đan, chỉ có trình độ luyện đan thực sự đạt tới cấp bậc luyện đan sư thì mới có thể làm được. Dương Bách Xuyên đã cho bọn họ thấy cái gì gọi là nghịch thiên. Luyện đan tự nhiên phóng khoáng, dẫn tới đan kiếp, ngay cả độ kiếp mà cũng có thể nhẹ nhàng bâng quơ chống chọi. Nhưng ba người bọn họ không biết rằng Dương Bách Xuyên có một pháp thuật gọi là khống lôi thuật, đan kiếp của đan dược đối với hắn chỉ là mưa bụi mà thôi, trước kia hắn cũng từng trải qua rồi. Trước đó bản thân cũng đã có chút thành tựu trong việc luyện đan rồi, hiện tại tu vi tăng cao thì lại càng không thành vấn đề. Chẳng qua hắn phải mất một ngày một đêm mới có thể luyện chế đan nghịch huyết thành công. Sau khi cho phụ thân dùng, Dương Bách Xuyên bắt đầu thấy hơi lo lắng, không biết liệu đan nghịch huyết mà Mạnh Trường Thanh đề cấp đến có tác dụng đối với mối họa ngầm của ông hay không. Dương Quốc Trung mở mắt ra khỏi trạng thái đả tọa, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Dương Bách Xuyên, trong lòng ấm áp nói, có thần đan này, con không cần phải lo lắng cho ta đâu, vết thương do thần hồn cắn trả đã khỏi hẳn rồi. Hơn nữa còn có dấu hiệu đột phá nữa, rất có khả năng sẽ bước vào huyết trận tầng thứ tư. Dương Bách Xuyên không tin lắm, cho rằng phụ thân sợ mình lo lắng nên mới cố ý nói như thế, hắn lập tức thả linh thức ra kiểm tra. Dương Quốc Trung cười mắng một tiếng thằng nhóc thối không chịu tin lời phụ thân, nhưng cũng không tránh né. Một lúc sau, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng thấy yên lòng, vết thương của phụ thân quả nhiên đã lành rồi. Sau khi giao lại hết 8 viên đan nghịch huyết còn thừa cho phụ thân Dương Quốc Trung, hắn nói cha, người và lão Mạnh và cả sư công trở về trước đi, con đến cấm địa Nghiêm gia xem thử. Sắc mặt Dương Quốc Trung thay đổi, nói, thằng nhóc thối, phải trở về thì cũng là con về ấy, thân là chủ của một tông môn, không về quản lý tông môn mà cứ chạy đi hóng hớt gì hả? Con trở về đi, thê tử của ta sẽ đi tìm. Người trở về, người vừa mới bị thương. Dương Bách Xuyên cãi lại. Con đi mà về, vết thương của ta đã lành rồi, hơn nữa bàn về tu vi thì ta là xuất khiếu cảnh đại viên mãn, huyết trận còn sắp đột phá nữa, con mới vừa bước vào xuất khiếu cảnh đại viên mãn, thể hiện gì chứ hả? Thái độ của Dương Quốc Trung rất cứng rắn. Con! Hai cha con bắt đầu cãi qua cãi lại, không ai muốn người kia đi mạo hiểm. Đúng lúc này Dương Vấn Thiên thở dài nói, hay, đều là kẻ ngốc với nhau. Cha con các ngươi đừng cãi cọ nữa, theo ta thì cả hai các ngươi cùng đi đi, cũng có thể chăm sóc cho nhau. Các ngươi một người đi tìm vợ, một người đi tìm mẹ, mà đồng thời các ngươi cũng là cha con, không ai muốn người kia đi mạo hiểm cả, ai cũng có vướng bận cả. Giờ giả dụ một người đi, người ở lại liệu có thể yên tâm không? Vậy thì chẳng thả cả hai cùng đi, hai cha con đều là tu vi xuất khiếu cảnh đại viên mãn. Hiện giờ một người nhờ việc tu luyện huyết trận mà thực lực ngang ngửa phân thần cảnh, một người khác đã trở nên khụ khụ, mạnh hơn, vậy thì cùng đi với nhau cũng không phải chuyện gì xấu. Ta và lão Mạnh về Dương gia dưỡng thương trước, đợi vết thương hồi phục xong sẽ tới hỗ trợ các ngươi. Nhưng lại nói tiếp, có lẽ cấm địa Nghiêm gia cũng không đáng sợ như trong lời đồn đâu, rốt cuộc ta đã sống nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ nghe nói cấm địa Nghiêm gia có thứ gì chạy ra. Có lẽ chỉ là nghe nhầm đồn bậy thôi, nơi đó chỉ là một sơn động bình thường cũng không chừng. Dương Bách Xuyên sửng sốt, cảm thấy Dương Vấn Thiên nói cũng có đạo lý, nếu không cho phụ thân đi, tất nhiên ông sẽ không cam lòng,
không thì ông đã không tu luyện huyết trận chi đạo chỉ để tìm mẫu thân rồi. Vì vậy hắn gật đầu nói, cảm ơn sư công, nhưng mà người và lão Mạnh không cần để ý đến đâu. Nếu mẫu thân ở trong đó thật, sau khi chúng ta tìm được sẽ lập tức quay trở lại, hai người các ngươi cứ yên tâm dưỡng thương là được, về phần cánh tay bị đứt của các ngươi, chờ ta ra rồi sẽ nghĩ cách giải quyết. Chấm chấm chấm. Sau khi thống nhất đôi bên, hai cha con bắt đầu tiến vào cấm địa Nghiêm gia. Mà Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên thì lại trở về Dương gia để chữa thương, hai người có thể sống sót sau pha tự bạo của Nghiêm Cơ Sơn, theo cách nói của Dương Vấn Thiên thì là bọn họ đã dùng hết vốn gốc rồi, ít cũng phải 3 năm đến 10 năm thì mới có thể hồi phục lại được. Bọn họ cũng không quá để ý đến việc bị cụt tay, dù sao đều là người tu chân, sau này tu vi cao lên rồi, cái tay cụt cũng sẽ mọc lại thôi. Cha con Dương Bách Xuyên đi đến chân núi Cát Kết trong cấm địa Nghiêm gia, bước đến trước sơn động Khô Lâu bên dưới chân núi. Sơn động Khô Lâu có cửa đá vừa dày vừa nặng cao chừng 9 trượng, trông có vẻ nặng nề nhưng nếu dùng lực mạnh thì vẫn có thể đẩy ra dễ dàng, nhưng sợ mỗi cái là nó có trận pháp gì bảo vệ thôi. Một trượng bằng 10 thước. Dương Bách Xuyên tiến lên quan sát một phen, trên cửa lớn cũng không có dấu vết của trận pháp nào cả. Hai cha con nhìn nhau rồi gật đầu, đồng thời đẩy cửa ra. Ầm ầm ầm. Cửa đá nặng nề màu xanh xám phát ra tiếng động trầm đục, bị đẩy mở từng chút một. Sau khi cửa đá bị đẩy ra hết, đưa mắt nhìn vào chỉ thấy bên trong đen ngòm, giơ tay không thấy được năm ngón. Dương Bách Xuyên phóng thích linh thức đi thăm dò thử, nhưng vô hình chung linh thức bị cản lại. Tình huống thế này vô cùng kỳ lạ, dưới tình huống dùng mắt thường không nhìn thấy bên trong. Linh thức bị ngăn cản không thể sử dụng, cũng không cảm giác được có sức mạnh đặc biệt gì, quả thật khiến người ta đoán không ra. Bình thường những nơi không biết mới khiến người ta cảm thấy bất an. Dương Bách Xuyên dần cảm giác bất thường xuống, nói với phụ thân Dương Quốc Trung cha, chẳng phải người nói mấy năm nay vẫn có thể nghe thấy được tiếng mẫu thân chịu khổ trong cấm địa của Nghiêm gia ư, bây giờ nhìn lại nơi này yên tĩnh quá mức, làm gì có tiếng nào, tiếng gió cũng không có. Khụ khụ, Dương Quốc Trung lúng túng ho khan nói, ta lừa mình dối người thôi. Dương Bách Xuyên nghe xong im lặng, nhưng trái lại tưởng tượng, cảm thấy phụ thân thật đáng thương, một mình ở một thế giới xa lạ khác, mấy chục năm đều mong nhớ người nhà. Đột nhiên một ngày nào đó trong lúc vô tình phát hiện tin tức của thê tử ở thế giới xa lạ này, có thể tưởng tượng được ông sẽ kích động bao nhiêu, thế nhưng lại phát hiện thê tử bị người ta dồn vào nơi nguy hiểm. Đối mặt với tình huống này, tất nhiên ông sẽ muốn đi tìm thê tử như điên, muốn báo thù cho bà. Nhưng kẻ địch quá mạnh, ông ở đây khắc khổ tu luyện trong bất lực, trong 60 năm đạt được cảnh giới tu vi mà tu chân giả bình thường muốn đạt được hoặc không đạt được cả đời. Thậm chí còn đi theo con đường sửa chữa huyết trận cực đoan chỉ để tìm gặp thê tử, thế nhưng ông lại sợ bà đã chết nên phải tự thôi miên bản thân bà chưa chết, vẫn còn ở cấm địa Nghiêm gia, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Bà đang chịu khổ trong cấm địa Nghiêm gia, bà còn sống chờ ông tới cứu. Vì vậy Dương Bách Xuyên không cười phụ thân, trái lại cảm thấy phụ thân không dễ dàng. Dương Bách Xuyên nhìn ông nói khẽ cha, con tin nhất định mẹ còn sống, nhất định chúng ta có thể cứu bà ra, cả nhà đoàn tụ. Phải, ta cũng tin bà ấy còn sống. Năm đó Nghiêm gia thật sự có người tận mắt nhìn thấy mẹ của con bị ép tiến vào đây, điều này không thể sai được. Ta đã tìm được người dồn ép mẹ con năm đó, siêu hồn của hắn, không sai. Dương Quốc Trung kiên định nói. Chúng ta vào thôi. Dương Bách Xuyên nhìn phụ thân thở dài trong lòng, hai cha con bọn họ không dám nghĩ về hướng xấu nhất, kỳ thật hắn biết có lẽ mẫu thân còn sống là hy vọng xa vời. Nhưng bất kể thế nào thì hắn nhất định phải vào xem thử cái nơi được gọi là cấm địa Nghiêm gia này, cho dù là kết quả xấu nhất, hắn có thể cho mình và phụ thân một đáp án. Nghiêm gia đáng chết cũng đã chết. Chuyện này đã làm được, bây giờ chỉ xem một bước cuối cùng. Rốt cuộc mẫu thân còn sống hay đã chết? Chấm chấm chấm. Đi. Dương Quốc Trung đứng ở cửa vô cùng kiên định, trong miệng thốt ra một chữ. Ngay sau đó hai cha con kề vai sát cánh bước chân vào trong bóng tối, nhưng đi vào chưa tới 9 thước thì cửa đá sau lưng đột nhiên vang ầm một tiếng, tự động đóng lại. Lần này sau lưng không còn ánh sáng chiếu tới, toàn bộ thế giới đều rơi vào trong bóng tối vô tận. Ngay sau đó trong sự kinh ngạc của hai cha con,
dưới tình huống không có bất kỳ phản ứng gì, đột nhiên phía trước truyền tới một sức mạnh khổng lồ, nói chính xác là một lực cắn nuốt vô cùng to lớn truyền tới. Gần như không có bất kỳ sức ngăn cản và phản ứng phản kháng nào, hai cha con đã cảm nhận được cơ thể xoay tròn, càng lúc càng nhanh, giống như bị lỗ đen nuốt vào. Dương Bách Xuyên chưa kịp suy nghĩ đã cảm thấy ý thức càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức. Chấm chấm chấm. Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, khi Dương Bách Xuyên tỉnh lại lần nữa phát hiện cơ thể đang ngâm trong nước đá trong vắt lạnh thấu xương. Sau khi ý thức khôi phục, Dương Bách Xuyên đột ngột đứng dậy. Rào rào, một tiếng bọt nước nhộn nhạo. Cha! Phản ứng đầu tiên của hắn chính là hét gọi phụ thân Dương Quốc Trung. Nhưng từng tiếng như đá chìm đáy biển, điều này khiến trái tim Dương Bách Xuyên chìm xuống đáy cốc. Ngẫm lại sau khi đi vào cấm địa Nghiêm gia, vô hình tùng bị bóng tối cắn nuốt, sau đó bịt một lực hút to lớn cuốn vào, mất đi ý thức. Bây giờ nghĩ lại thì hẳn cấm địa Nghiêm gia là truyền tống gì đó, không phải là trận pháp mà là tồn tại giống như lỗ đen. Dù sao bất kể thế nào thì chuyện duy nhất hiện tại chính là tìm kiếm phụ thân Dương Quốc Trung. Dương Bách Xuyên nhìn sơ qua hoàn cảnh, tuy rằng chỗ này lờ mờ nhưng có thể thấy được xung quanh, có lẽ hắn đang ở trong một hang núi, bên dưới là một con sông ngầm. Sau khi Dương Bách Xuyên suy nghĩ thì đi dọc theo dòng sông, nếu phụ thân hôn mê thì hẳn là bị sông ngầm cuốn trôi đi cũng không biết bây giờ đã đi tới đâu, nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ đã không còn ở Châu Tây Sơn nữa. Địa chất nơi này không phải loại đá giáp như ở Châu Tây Sơn. Toàn bộ sơn động không sâu lắm. Đi chưa đến vài phút Dương Bách Xuyên đã thấy được ánh sáng, bước chân đi nhanh hơn. Sau khi hắn đi ra lại phát hiện có lẽ nơi này đã không phải Châu Tây Sơn nữa, có núi có nước, không có sa mạc. Nhìn hoàn cảnh hơi kỳ quái, liếc mắt một cái cảm giác hơi tối tăm, cho người ta cảm giác sắc trời vừa qua lúc hoàng hôn. Cẩn thận quan sát mới phát hiện đây là màu sắc chủ đạo ở đây, không phải bầu trời lúc trạng vạng tối. Dọc đường đi từ sơn động ra đây, Dương Bách Xuyên không phát hiện tung tích của cha mình, đi men theo dòng sông ngầm của sơn động đi vào một sơn cốc rộng lớn. Nơi này là một hẻm núi lớn. Một nơi rất kỳ quái, trong không khí có linh khí thiên địa, nhưng Dương Bách Xuyên cảm nhận được linh khí nơi này tràn ngập hơi thở cuồng bạo, sau khi hấp thu vào cơ thể sẽ làm người cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến Dương Bách Xuyên. Càn khôn tạo hóa quyết hoàn toàn có thể luyện hóa hơi thở cuồng bạo này. Trước mắt vẫn không tìm được cha, Dương Bách Xuyên chỉ có thể tiếp tục đi men theo sông lớn, hy vọng có thể tìm thấy cha. Đi khoảng vài trăm thước nữa, đột nhiên Dương Bách Xuyên nghe được tiếng đánh nhau, vội vàng đi qua đó. Từ xa đã nhìn thấy thân ảnh của phụ thân Dương Quốc Trung, nhưng lúc này ông ấy đang bị người vây quanh tấn công. Lúc này Dương Bách Xuyên lại không nóng nảy. Bởi vì hắn phát hiện giữa sân có 6 người, có một thanh niên bị thương, hình như đứng chung một chỗ với phụ thân Dương Bách Xuyên, những người còn lại là một bên khác, tu vi hơi thở đều không cao hơn phụ thân. Mặc dù 4 người phe khác cũng là xuất khiếu cảnh, nhưng chỉ là xuất khiếu trung hậu kỳ, đối với phụ thân Dương Quốc Trung, việc này không thành vấn đề, cho nên Dương Bách Xuyên chậm rãi đi qua. Quả nhiên khi hắn đi qua, 4 người đã biến thành 4 cái thi thể. Tiền bối còn một người. Đúng lúc Dương Bách Xuyên đến gần, thanh niên đứng phía sau lưng phụ thân Dương Quốc Trung mở miệng kêu to, tu vi của thanh niên này không cao, chỉ có nguyên anh sơ kỳ. Biểu tình có chút khẩn trương. Dương Quốc Trung đã phát hiện ra nhi tử đang đi tới từ lâu, hơi mỉm cười nói, đó là nhi tử của ta. Chỉ 5 chữ đơn giản nhưng tràn ngập kiêu ngạo. Sau khi nói xong, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của thanh niên. Dương Quốc Trung nhìn Dương Bách Xuyên, nói, Xuyên Nhi, con không sao chứ? Con không sao, cha, nhưng sao người lại thế này? Lúc con tỉnh lại đã thấy mình nằm ở một chỗ trong sông ngầm của sơn động, đi men theo dòng sông đến tìm người, đây là... Dương Bách Xuyên nhìn 4 cái thi thể và thanh niên tránh phía sau lưng phụ thân, hỏi. Dương Quốc Trung nói, ta cũng chưa hiểu ra sao, lúc ta tỉnh lại cũng đang ở trong nước, là vị thanh niên này vớt ta lên bờ. Ai biết ta vừa mới bình tĩnh lại, liền thấy 4 người không biết từ đâu đến xông lên ra tay. Bọn họ là người của Ma Vương Quật, lúc này thanh niên nói. Ma Vương Quật là nơi nào, người lại là ai? Nơi này thuộc về chỗ nào của Sơn Hải Giới? Dương Bách Xuyên liên tiếp hỏi 3 vấn đề.
Dương Quốc Trung đứng nhìn không xen vào, mặc dù thanh niên này cũng coi như có ân cứu mạng ông, nhưng cho dù không vớt, mực nước sông này cũng không làm một cao thủ xuất khiếu kỳ đại viên mãn như ông bị chết chìm. Lời nói của nhi tử có chút cường ngạnh nhưng đây cũng là nguyên nhân Dương Quốc Trung không mở miệng, ông cũng muốn biết mấy vấn đề này. Thanh niên không nhìn thấu tu vi của cha con Dương Bách Xuyên, chỉ cảm thấy hơi thở của bọn họ vô cùng cường đại, không dám giấu giếm, vội vàng mở miệng, Ma Vương Quật là điểm giao giữa lãnh thổ đất hoang, núi lớn và biển rộng của ba quốc gia lớn, là nơi nhân yêu đều mặc kệ, là địa bàn của tu sĩ ma đạo, cũng coi như một nơi hoang dã. Vãn Bối chính là một quật trong 36 quật Ma Vương, người của quật 35, những người vừa rồi là người của quật 9, gây chuyện vô pháp vô thiên, gặp người sẽ đánh cướp, ở Ma Vương quật, loại chuyện này là bình thường. Đúng rồi, Ma Vương quật chỉ là cách gọi ở chỗ này, chia làm 36 thế lực lớn nhỏ, quật lớn vi tôn, quật nhỏ hạ tiện, nơi là một nơi cường giả làm vua, nắm tay của ai cứng hơn thì người đó có lý. 12 quật đầu vô lý chèn ép người của 12 quật dưới, sơn cốc này chính là địa bàn của thế hệ hiện tại của quật 35 chúng ta, lần này đám người quật trên xuống địa bàn của chúng ta để tuyển tú nữ cho Ma Vương. Khoảng 4 năm trước, Ma Vương quật đột nhiên xuất hiện một người tự xưng là Đại Tôn, khiêu chiến toàn bộ Ma Vương quật. Cuối cùng chém giết người đứng đầu của Ma Vương quật, hắn ta tự xưng là Ma Tôn, sau đó 4 năm tiếp theo, cách 3 tháng Ma Tôn sẽ lựa chọn nữ tử ở toàn bộ Ma Vương quật. Thật ra sau khi những nữ nhân đó bị tuyển đi đều bị Ma Tôn dùng làm lô đỉnh tu luyện tà công, ngày hôm qua, ngay cả. Nói đến đây, thanh niên lại nghẹn ngào nức nở, trong ánh mắt toát lên sự oán hận, một người nam nhân lại khóc bù lu bù loa lên. Nhưng, trong lòng Dương Bách Xuyên lại nổ tung. Khi hắn nghe thấy hai chữ Đại Tôn từ trong miệng thanh niên này, cả người run lên, sát ý trên người không tự chủ tan ra. Năm đó bộ Thanh Mai bị một ma đầu Đại Tôn bắt đi. Hiện tại lại lần nữa nghe được cái tên Đại Tôn này ở chỗ này, thật sự ngoài ý muốn, lại cũng ở trong dự đoán. Sau khi bộ Thanh Mai bị nhị đồ đệ Trương Thiến của Đại Tôn này lừa đi, Dương Bách Xuyên gần như lật tung địa cầu nhưng vẫn không tìm được tin tức của ma đầu Đại Tôn và bộ Thanh Mai, liền biết ngay ma đầu Đại Tôn đã về Sơn Hải Giới. Sau khi đi vào Sơn Hải Giới, vốn dĩ hắn định đi tìm bộ Thanh Mai luôn. Ai biết lại bị lão tổ Kình Thiên Môn ép tiến vào Châu Tây Sơn, từ đó trở đi bận rộn đến tận hiện tại. Hiện tại nghĩ lại, hình như thời gian cũng không khác biệt lắm, từ lần thứ hai hắn đi vào Sơn Hải Giới đến bây giờ cũng đã được 4 năm, mà đầu Đại Tôn và Trương Thiến mang theo bộ Thanh Mai biến mất cũng 4 năm. Cái tên Đại Tôn này cũng ít thấy, hơn nữa lão ta là ma đầu, đi vào Ma Vương quật cũng là chuyện thường tình. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên chắc chắn Đại Tôn của Ma Vương quật có 9 phần là kẻ thù cũ ma đầu Đại Tôn của hắn. Hơn nữa thần hồn của ma đầu Đại Tôn là cảnh giới đại thừa kỳ, năm đó lúc ở địa cầu, tu vi của thân thể bị lão lúc đoạt xá cũng là xuất khiếu sơ kỳ, sau khi bị hắn đánh tan thân xác đoạt xá, thù hận kết càng sâu, lúc đó mới có chuyện bộ Thanh Mai bị Trương Thiến lừa. Dương Bách Xuyên ý bảo thanh niên tiếp tục nói, hắn yêu cầu xác minh suy nghĩ vừa rồi của mình. Nếu xác định đó chính là ma đầu Đại Tôn, hôm nay chắc chắn hắn phải đi tìm lão ta tính sổ, cứu bộ Thanh Mai. Thanh niên lau khô nước mắt tiếp tục nói, ngày hôm qua người của Ma Tôn đến bắt đi thiếu quật chủ nhà ta. Chờ thanh niên nói xong, Dương Bách Xuyên đã biết được hiện tại người thanh niên này là người không có nhà để về, bởi vì người của ma đầu Đại Tôn đã chém giết lão quật chủ, bắt đi thiếu quật chủ, giết rất nhiều đệ tử của quật 35, hắn ta chạy thoát được. Đi lung tung đến nơi này, gặp được phụ thân, thuận tay vớt phụ thân lên bờ. Sau khi tiếp tục nghe xong sự tích về Ma Tôn, Dương Bách Xuyên gần như 100% xác định Ma Tôn nơi này chính là ma đầu Đại Tôn, bởi vì thanh niên nghe nói dưới trướng Ma Tôn có một nữ đệ tử tên là Trương Thiến. Sát khí trên người Dương Bách Xuyên dày đặc. Dương Quốc Trung kinh ngạc hỏi, Xuyên Nhi biết Ma Tôn kia? Có chuyện phụ thân không biết, Hải Nhi có thủ với lão ta. Lão ma đầu bắt mất một thê tử của ta, lần này phải đi tính nợ cũ, Dương Bách Xuyên kể qua ân oán giữa hắn và ma đầu Đại Tôn. Nếu như vậy ta sẽ đi cùng con. Nói xong, Dương Quốc Trung quay đầu hỏi thanh niên, người biết tu vi của Ma Tôn kia là gì không? Thanh niên suy nghĩ trả lời, nghe lão quật chủ nhà ta nói, hình như Ma Tôn đã bước vào phân thần cảnh sơ kỳ, tu vi thông thiên.
Dương Bách Xuyên và phụ thân nghe xong liếc nhau, hai cha con hơi mỉm cười, đối với hai người, cường giả phân thần cảnh sơ kỳ không đáng lo. Lập tức bàn với phụ thân chuẩn bị đi tìm Ma Tôn trước, cứu bộ Thanh Mai, tin tức của mẫu thân chỉ có thể chậm rãi hỏi, nơi này rất lớn, ai biết mẫu thân còn ở đây không, điểm này hai cha con đều không nói toạc ra, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện mẫu thân còn sống. Trước khi đi, Dương Quốc Trung không cam lòng hỏi một câu, người có biết nơi này có nữ nhân nào tên là Mộc Uyển hay không? Thanh niên lắc đầu nói, chưa nghe qua. Sau khi nói xong, như nhớ đến gì đó, vội vàng bổ sung, nhưng bên cạnh thiếu chủ nhà ta có một người tên Đoan Mộc Uyển Nhi, nghe qua cũng tương tự cái tên Mộc Uyển mà ngươi nói. Đáng tiếc, Mộc Uyển là người bên cạnh thiếu chủ nhà ta, lúc người của Ma Tôn bắt thiếu chủ đi, cũng bắt luôn cả nàng. Dương Bách Xuyên và Dương Quốc Trung đều bị chấn động. Cái tên Mộc Uyển chỉ là một cái tên đã bị đơn giản hóa đi của mẫu thân, lúc quen biết cha, vì che giấu thân phận gia tộc Đoan Mộc của mình, nàng đã dùng cái tên Mộc Uyển, tên đầy đủ của mẫu thân chính là Đoan Mộc Uyển. Năm đó Dương Bách Xuyên biết được từ trong miệng của ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên, phụ thân Dương Quốc Trung thì không cần phải nói. Vốn dĩ Dương Quốc Trung chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ đến thật sự có được tin tức của thê tử, trong lúc nhất thời cả người đều run rẩy. Đúng rồi, trong tay ta có đá hình ảnh, các ngươi nhìn xem Đoan Mộc Uyển Nhi này có phải người các ngươi muốn tìm hay không? Thanh niên nói xong lấy ra một khối đá hình ảnh, thúc giục chân khí. Ngay sau đó, hình ảnh hai nữ nhân hiện lên. Trong đó có một người có diện mạo trẻ trung, thanh xuân, đó là thiếu quật chủ của thanh niên kia, một người khác là một phụ nhân có diện mạo tầm 30 tuổi. Là nàng không sai, là Uyển Nhi. Dương Quốc Trung hồng mắt lên tiếng. Dựa vào ký ức mơ hồ, Dương Bách Xuyên cũng nhận ra đây là mẫu thân. Nửa giờ sau, dưới phương hướng mà thanh niên cung cấp, hai cha con nhanh chóng chạy đến Ma Vương Quật, dựa theo lời kể của thanh niên, mẫu thân Đoan Mộc Uyển Nhi bị liên lụy bắt đi cùng. Nghe thanh niên kể, vài thập niên trước mẫu thân được mẹ của thiếu chủ cứu lên từ con sông này, sau đó vẫn luôn ở lại bên cạnh phụng dưỡng thiếu chủ bọn họ, cũng không chịu cực khổ gì. Điều này làm cho hai cha con Dương Bách Xuyên dễ chịu rất nhiều. Không thể tin được cấm địa của Nghiêm gia lại liên thông với địa bàn ma đạo, trách không được tổ huấn của Nghiêm gia phải hạ lệnh cấm tất cả đệ tử Nghiêm gia, không ai được bước vào nửa bước. Có lẽ tổ tiên nào đó của Nghiêm gia phát hiện nơi này thông với Ma Vương Quật đã hạ lệnh cấm này. Ở Sơn Hải giới, thậm chí là tu chân giới, từ trước đến nay đều có chính ma đối lập, mặc dù ở Sơn Hải giới loại tình huống này không quá rõ ràng. Nhưng nếu có người có quan hệ với ma đạo, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Từ trước đến nay tu sĩ ma đạo đều đại biểu cho tàn nhẫn độc ác tàn bạo, có lẽ Nghiêm gia cũng sợ chuyện cấm địa thông với Ma Vương Quật bị người phát hiện, cho nên không cho đệ tử Nghiêm gia bước vào, ngược lại làm mẫu thân xông vào, sau đó còn sống. Dù như thế nào, hôm nay hai cha con Dương Bách Xuyên thu hoạch được rất nhiều. Đi một chuyến có thể tìm được hai người thân, đều là người quan trọng nhất. Cả hai đều rất kích động, lại cũng vô cùng lo lắng. Lo lắng bộ Thanh Mai có thể bị ma đầu đại tôn đem đi luyện hóa thành ma nô hay không, cũng lo lắng mẫu thân sẽ gặp phải. Dựa theo lời kể của thanh niên, mẫu thân là người phụng dưỡng thiếu chủ nhà hắn, bị liên lụy mang đi, ma đầu đại tôn phải dùng nữ nhân tuổi trẻ để tu luyện ma công. Dương Bách Xuyên biết tu chân có rất nhiều ma công, có chút ma công sẽ dùng người làm đỉnh lô. Như vậy xem ra tạm thời mẫu thân sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng cũng không dám chắc bà ấy có bị giết hại hay không. Nghĩ đến đây, hai cha con gấp không thể chờ nổi, bay nhanh về phía Ma Vương Quật. Bị bắt đi hôm qua, đã một ngày trôi qua, lẽ ra còn kịp, thời gian vô cùng gấp gáp. Thanh niên trực tiếp rời đi, hắn ta chỉ là một tiểu nguyên anh, không xen vào nổi, sau khi nói cho cha con Dương Bách Xuyên, chuẩn bị rời xa Ma Vương Quật. Tất nhiên cũng cầu xin cha con Dương ra cứu thiếu chủ nhà hắn ta. Toàn bộ Ma Vương Quật vô cùng lớn, là một đại lục nhỏ hoang dã không ai quản lý, nghe thanh niên nói có 30 vạn dặm địa giới, nơi này là địa bàn quật thứ 35, cách quật đầu tiên 10 vạn dặm. Ngự kiếm phi hành chưa đến một ngày đã đi đến quật đầu tiên. Đến hoàng hôn, hai cha con nhìn thấy một ngọn núi đen nhánh, đối chiếu với lời kể của thanh niên, nơi này chính là quật đầu tiên. Từ xa nhìn lại, cả ngọn núi không có bất cứ thảm thực vật nào, bên trên phủ kín các huyệt động lớn nhỏ,
nhỏ đến một người ra vào, lớn đến mấy chục mét. Toàn bộ Ma Vương quật có 36 quật, thật ra đều là ngọn núi dạng này, xếp hạng dựa theo độ cao của ma quật, càng đứng đầu càng cao. Nhìn qua cũng tương tự với ngọn núi của cấm địa Nghiêm gia, Dương Bách Xuyên suy đoán có lẽ ngọn núi nhỏ kia là trận truyền tống đi ra ngoài của Ma Vương quật, có lẽ đều tồn tại ở các nơi trên sơn hải giới. Đối mặt với ngọn núi to lớn và vô số huyệt động, Dương Bách Xuyên nói cha, xem ra chúng ta phải tách ra hành động. Dương Quốc Trung gật đầu, được, con cẩn thận chút, tìm được người hoặc gặp nguy hiểm, chúng ta dùng đá đưa tin liên hệ. Hai cha con thương lượng xong, một trái một phải bay về hai phía khác nhau, đi vào quật đệ nhất. Ngay khi vừa đến ngọn núi này, Dương Bách Xuyên nhíu mày, hắn cảm nhận được linh khí nơi này càng ngày càng dày đặc, nhưng linh khí thuộc tính cũng càng ngày càng cuồng bạo. Loại linh khí thuộc tính này thưa thớt sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, nếu nhiều sẽ ảnh hưởng thần trí. Hiện tại Dương Bách Xuyên đã biết tại sao nơi này lại gọi là Ma Vương quật. Linh khí thuộc tính cuồng bạo làm hắn nhớ lại ma khí từng đọc qua trong điển tịch, chính là linh khí mà người tu ma tu luyện, nó sẽ có ảnh hưởng nhất định đến người tu chân, nhưng đối với người tu ma lại ngược lại. Mặc dù Dương Bách Xuyên không sợ, nhưng cũng âm thầm đề cao cảnh giác. Loại chi tiết nhỏ bé này thường là thứ chí mạng nhất. Nhìn qua đều là linh khí, rất ít người sẽ để ý, nhưng quá mức dày đặc sẽ xảy ra biến hóa. Cả ma quật không nhìn thấy người sống, nhưng lại có thể cảm nhận được bên trong có không ít hơi thở, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được trong mỗi một huyệt động đều có người tồn tại. Khí tức không nhỏ, nguyên anh xuất khiếu đều có. Xem ra phải cưỡng chế đi vào. Ai dám tự tiện xông vào quật đệ nhất, không hiểu quy củ, không biết núi ma quật không thể phi hành sao. Sau một tiếng quát to, một người áo đen xuất khiếu cảnh cầm một cây rìu bổ về phía Dương Bách Xuyên, như muốn chém người không hiểu quy củ tự tiện xông vào thành hai nửa. Hừ! Dương Bách Xuyên hừ lạnh, trực tiếp duỗi tay, rìu của người áo đen bay đi, ngay sau đó Dương Bách Xuyên biến mất, trực tiếp bóp chặt cổ của người áo đen. Nói cho ta biết ma tôn ở đâu, những nữ tử bị bắt đến ở đâu? Ở tầng cao nhất của điện thiên ma, a. Dương Bách Xuyên không hề nương tay với kẻ muốn giết người nhà mình, hơn nữa ở đây không thể nương tay, dù sao những người này đều là cấp dưới của ma đầu đại tôn, đều đáng chết. Lắc mình tiến vào sâu trong huyệt động, Dương Bách Xuyên thấy được một vực sâu, bên trong núi ma quật là một lỗ trống hình trong, sát khí phía dưới dày đặc xông thẳng lên. Ma tôn ở tầng cao nhất, vậy hắn giết lên tầng cao nhất. Bên trong quật có hình xoắn ốc, giống như một tòa tháp cao chọc trời. Lúc này Dương Bách Xuyên xuất hiện dẫn ra rất nhiều người áo đen, những người này giống như u linh, bọc kín mít, Dương Bách Xuyên xuất hiện giết người, hiển nhiên không giống như người nơi này. Bắt lấy cho ta, giết. Trong nháy mắt, xung quanh Dương Bách Xuyên xuất hiện tầm 20-30 người vây quanh hắn, người dẫn đầu ra lệnh, tất cả lao về phía Dương Bách Xuyên. Kẻ nào chắn đường ta, chết. Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long. Đối với những người này không cần sử dụng kiếm kỹ hắc liên, trực tiếp tàn sát, tu vi cao nhất trong đó cũng chỉ là xuất khiếu trung kỳ, trận chém giết này nghiêng hẳn về một phía. Ầm ầm ầm. A. À. Dưới chân vận chuyển chỉ xích thiên nhai quyết, nơi đi qua, máu chảy tận trời, một đám kêu lên thảm thiết, tất cả đều hóa thành vong hồn dưới kiếm của Dương Bách Xuyên. Dọc đường đi, chỉ cần là người áo đen ra ngăn cản, đến một cái giết một cái. Tất cả đều bị Dương Bách Xuyên chém giết. Trong nháy mắt trong các hang động lớn nhỏ đều đứng đầy người áo đen, Dương Bách Xuyên không chút sợ hãi, trực tiếp giết chết. Nửa giờ sau, Dương Bách Xuyên cảm thấy không gian thu nhỏ, trong lòng biết đã đến gần đỉnh của núi ma quật. Cả người hắn tắm máu, sát khí dày đặc. Dọc đường đi, khoảng 300 người áo đen đã chết dưới kiếm của hắn, lúc này những người này dù không muốn sống cũng phải sợ hãi. Không dám đến gần Dương Bách Xuyên. Lúc này có người hô lớn, nhanh đi bẩm báo. Dương Bách Xuyên không thèm để ý, tiếp tục đi về phía trước. Trong lúc hắn đang tính toán khả năng trèo lên trên, cuối cùng thấy được một cánh cửa to, bên trong điêu khắc đầu lâu, đây chính là huyệt động duy nhất trong này có cửa đá. Có lẽ đây chính là điện thiên ma. Hắn có thể cảm nhận được, tất cả sát khí đều đang tiến vào trong cửa đá kia. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, cửa đá vang lên.
Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, thấy cửa đá mở ra, lập tức có khoảng 10 loại hơi thở cường đại xuất hiện. Chính xác hơn là 11 luồng hơi thở, một luồng trong số đó chỉ là nguyên anh hậu kỳ, còn lại đều là xuất khiếu cảnh đại viên mãn. Ai dám tự tiện xông vào điện thiên ma, thực sự to gan. Dương Bách Xuyên nghe thấy âm thanh này, lập tức sửng sốt, sau đó lạnh lùng nói, Trương Thiến. Dưới cơ duyên, Trương Thiến đã trở thành nhị đồ đệ của ma đầu đại tôn, không đúng, hiện tại nàng ta đã trở thành đại đệ tử chân chính đã bị Dương Bách Xuyên giết chết. Nghe được người đầu bạc đối diện hô tên của mình, cả người chấn động. Ở chỗ này, mỗi người đều cung kính gọi nàng ta một tiếng tôn giả, ngoại trừ sư phụ đại tôn, rất ít có người biết được tên thật của nàng ta, thật sự ngoài đi muốn. Bước lên trước vài bước nhìn lại, Trương Thiên nhìn rõ mặt. Lúc này, trong lòng nàng ta vô cùng phức tạp, nhưng ngay sau đó hai tròng mắt tràn ngập oán hận. Người nam nhân trước mắt đã từng là người nàng ta muốn nịnh bợ. Là người làm nàng ta lao lực tâm kế cởi sạch đứng trước mặt, hắn lại lạnh nhạt rời đi. Trương Thiến vô cùng oán hận hắn. Năm đó sau khi rời khỏi Vân Kỳ, nàng ta đã thề muốn cho Dương Bách Xuyên hối hận, sẽ có một ngày làm hắn quỳ rạp xuống chân nàng ta. Tất nhiên nàng ta biết chuyện này không có khả năng xảy ra, ngay lúc đó Dương Bách Xuyên đã là chủ tịch Vân Kỳ, mà nàng ta lại không là gì cả. Thẳng đến một ngày nàng ta gặp được sư phụ đại tôn, liền biết cơ hội đến. Từ đó về sau nàng ta bước lên một con đường chưa từng nghĩ đến. Trương Thiến biết cơ hội trêu chọc sỉ nhục của mình đã đến. Ở trong lòng Trương Thiến, Dương Bách Xuyên đã từng là sỉ nhục của nàng ta, một ngày nào đó nàng ta muốn đòi lại, đại tôn xuất hiện đã giúp nàng ta hoàn thành bước đầu tiên. Trương Thiến càng ghi hận bộ thanh mai. Lúc trước là nàng ta mang theo bộ thanh mai đi phỏng vấn ở Vân Kỳ, hai người cùng đi đến Vân Kỳ. Nhưng tại sao bộ thanh mai lại là thư ký chủ tịch, nàng ta lại chỉ là một tiếp tân ở công ty? Hơn nữa, sau khi bộ thanh mai bước lên trời, trở thành nữ nhân của Dương Bách Xuyên, trở thành vợ chủ tịch. Nghĩ đến đây, mặt Trương Thiến lạnh băng, mở miệng nói, đã lâu không gặp, Dương Bách Xuyên, ta rất nhớ ngươi đó, gặp lại bạn cũ không nói gì sao. Ngươi nhìn xem bộ dáng hiện tại của ngươi, tóc đều bạc hết, ha ha ha. Trương Thiến tự nói chuyện. Cuối cùng mỉm cười, sau đó tiếp tục nói, à để ta đoán xem tại sao tóc ngươi trắng, ha ha, không phải là nhớ nhung bộ thanh mai. Nói xong, Trương Thiến lại bước lên vài bước, dừng trước mặt Dương Bách Xuyên 8-9 mét, cười nói, ha ha ha, xem sắc mặt khó coi của ngươi kìa, xem ra bị ta nói đúng rồi, đúng là người có tình, nhưng, hiện tại bộ thanh mai rất tốt, ngươi không cần lo lắng cho nàng, nhưng nói đi nói lại, đầu bạc này của ngươi nhìn càng đẹp trai, ha ha ha. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, Trương Thiến rất yêu mị quỷ dị, thậm chí cho hắn cảm giác không người không quỷ. Mặc dù trong cảm nhận, tu vi của Trương Thiến chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nhưng tất cả đều lộ ra tà tính, làm Dương Bách Xuyên cảnh giác trong lòng. Hiện tại Dương Bách Xuyên đã không hận Trương Thiến, ngược lại lại đồng tình đáng thương nàng ta, nhưng người đáng thương lại có chỗ đáng giận. Đừng nhìn nàng ta trở thành đệ tử của ma đầu đại tôn. Nhưng Dương Bách Xuyên biết ma đầu đại tôn kia không phải là loại người có cảm tình. Lão ta là ma đầu không có tình cảm, Trương Thiến bái nhập ma đầu đại tôn, có thể sống tốt mới gặp quỷ. Hít một hơi sâu, Dương Bách Xuyên mở miệng, nhìn Trương Thiến nói, Trương Thiến, bộ thanh mai ở đâu, chỉ cần người trả bộ thanh mai lại cho ta, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Ha ha ha. Trương Thiến cười, tiếng cười điên cuồng, vô cùng điên cuồng. Đột nhiên dừng lại, oán hận nói, Dương Bách Xuyên, ngươi cho rằng ngươi là ai? À, càn rỡ, ta chính là đệ tử Ma Tôn, hiệu lệnh hơn vạn ma đồ của Ma Vương Quật, lúc này 36 quật của Ma Vương Quật đang ở ngoài, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, dù ngươi có cánh cũng khó thoát. Không nói xa, 10 đại ma nô bên cạnh ta là xuất khiếu đại viên mãn, ngươi cũng chỉ là một xuất khiếu đại viên mãn mà thôi, không lẽ ngươi có thể địch lại hơn vạn ma chủng, 10 đại ma nô? Hơn nữa sư tôn của ta pháp lực vô biên, hôm nay bước vào núi ma quật này, người đừng mơ rời khỏi đây, ta liền không rõ, Trương Thiến này kém con tiện nhân bộ thanh mai ở chỗ nào. Ngươi không thể chấp nhận ta. Được, muốn con tiện nhân kia cũng được, ha ha ha, chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu ta, ta sẽ cho ngươi gặp nàng, ha ha ha. Lúc này Trương Thiến hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng.
Dương Bách Xuyên biết nhiều lời vô ích, trạng thái của Trương Thiên còn hơn cả ma. Chỗ nào của ngươi cũng kém Thanh Mai. Dương Bách Xuyên chậm rãi phun ra một câu. Ngươi, được được được, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay ta càng muốn ngươi quỳ xuống cầu ta, còn không phải là muốn gặp tiện nhân bộ Thanh Mai kia sao, ta thỏa mãn ngươi. Trương Thiến nói xong, trên tay lóe lên một chiếc lục lạc. Leng keng. Sau một tiếng chuông thanh thúy, trong mắt của đám ma nô bên cạnh nàng ta hiện lên màu đỏ yêu dị. Cảnh tượng này làm Dương Bách Xuyên nghĩ đến, có lẽ 10 người này bị ma đầu đại tôn dùng bí pháp khống chế người, chắc vật khống chế là pháp khí lục lạc trong tay Trương Thiến, còn Trương Thiến, nàng ta không có bản lĩnh kia. Chỉ nghe Trương Thiến lạnh giọng hạ lệnh, bắt lấy hắn. Sau khi dứt lời, 10 ma nô bên cạnh Trương Thiến vây quanh Dương Bách Xuyên. Đối với điều này, Dương Bách Xuyên không có bất cứ sợ hãi gì, mặc dù là 10 ma nô xuất khiếu cảnh đại viên mãn, tu vi tương đương với hắn, nhưng xuất khiếu cảnh bị người khống chế mất đi ý thức tự chủ, chiến đấu chém giết cũng không khủng bố lắm. Hơn nữa, với thực lực hiện giờ của Dương Bách Xuyên, đừng nói xuất khiếu đại viên mãn, ngay cả cường giả phân thần cảnh đứng trước mặt hắn, hắn cũng đánh bại được. Trương Thiến nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên, cười nói, Dương Bách Xuyên, cho ngươi thưởng thức một đoạn hình ảnh, hy vọng ngươi thích, ha ha ha. Trong tay Trương Thiến xuất hiện một viên đá hình ảnh, ngay sau đó một bộ hình ảnh xuất hiện. Thanh Mai Dương Bách Xuyên thất thanh hét to. A! À. Trong hình chiếu của đá hình ảnh, chỉ thấy ở một nơi tối tăm, bộ Thanh Mai bị trói vào một cây cột, thừa nhận ngọn lửa đốt cháy, không ngừng kêu thảm thiết. Ai ra đau lòng. Ha ha ha, sao hả, tiết lộ cho ngươi. Thân thể của bộ Thanh Mai bị ta đút chó, thần hồn thừa nhận em sát chi hỏa, nhưng ngươi yên tâm không chết được, ta sẽ không để nàng chết, ta sống một ngày, ta sẽ cho nàng sống một ngày, ha ha ha. Trương Thiến đắc ý, nhưng trong ánh mắt tràn ngập hận ý. Hai tròng mắt của Dương Bách Xuyên phun lửa, nghe Trương Thiến nói bộ Thanh Mai chịu khổ như thế nào, thần hồn của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Gào gào gào. Đúng lúc này, 10 đại ma nô tấn công đến. Trong miệng phát ra tiếng gầm rú như dã thú, ở trong mắt Dương Bách Xuyên, đây đều là dã thú đã mất đi ý thức. Chẳng qua vẫn giữ hình người, tất cả đều bị Trương Thiến quản chế, hay nói đúng hơn là lục lạc trong tay Trương Thiến. Trương Thiến nhìn bộ dáng đau lòng của Dương Bách Xuyên, trong lòng vô cùng sảng khoái, cố ý cho Dương Bách Xuyên xem hình ảnh của bộ Thanh Mai, mục đích là muốn cho Dương Bách Xuyên mất đi lý trí, đến lúc đó 10 đại ma nô đối phó dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa lục lạc trấn hồn trong tay nàng ta cũng có thể sinh ra ảnh hưởng đến Dương Bách Xuyên. Trấn hồn linh này chính là chí bảo sư phụ ma đầu đại tôn ban cho nàng ta, trong trấn hồn linh trấn áp thần hồn của 10 đại ma nô, tất cả phải nghe lệnh nàng ta. Cố ý bày ra hình ảnh của bộ Thanh Mai cho Dương Bách Xuyên xem chính là muốn chọc giận Dương Bách Xuyên để dễ ra tay hơn. Trương Thiến đi tu luyện bên cạnh đại tôn, rất rõ ràng chuyện về tu sĩ, mấy năm ngắn ngủi không gặp. Tu vi của Dương Bách Xuyên đã đạt đến xuất khiếu đại viên mãn đủ để thuyết minh hắn không tầm thường. Mặc dù hận không thể lập tức bắt lấy Dương Bách Xuyên nhưng Trương Thiến cũng biết đạo lý cẩn thận. Lục lạc vừa vang lên, 10 đại ma nô đồng thời tấn công Dương Bách Xuyên. Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy hình ảnh bộ Thanh Mai chịu tra tấn, ôm hận ra tay, kiếm toàn phong, phong nhận, chết. Trong nháy mắt hắn chém ra 10 nhát kiếm. Phụt phụt phụt. Gao gao gao. Kiếm kỹ toàn phong, mỗi một kiếm đều là một đạo kiếm khí phong nhận cường đại, nhanh chuẩn, 10 kiếm chém ra, những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. 10 ma nô còn chưa kịp đến gần phạm vi 3 mét quanh Dương Bách Xuyên đã bị Dương Bách Xuyên chém giết, thân thể hoặc bị cắt thành hai đoạn hoặc bị chém nứt từ giữa. Trương Thiến muốn chọc giận Dương Bách Xuyên, nàng ta thành công, nhưng lại không lường trước được. Một người khi bị chọc giận sẽ bộc phát ra sức chiến đấu cường đại. 10 chiêu kiếm kỹ toàn phong chảm mano, 10 đạo phong nhận, ở ngày thường có lẽ Dương Bách Xuyên sẽ không thể thi triển ra cùng lúc, nhưng lần này lại vượt xa thường ngày. Sao có thể, Trương Thiến nhìn 10 đại mano bị giết chết, sắc mặt biến đổi. Trương Thiến nắm chắc 10 xuất khiếu đại viên mãn thừa sức bắt lấy Dương Bách Xuyên. Nhưng chỉ trong nháy mắt. 10 ma nô đã bị Dương Bách Xuyên chém giết gần như không còn. Nàng ta sao có thể chấp nhận? Trên mặt tràn ngập khiếp sợ.
thực lực Dương Bách Xuyên bộc lộ ra hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Dương Bách Xuyên, nhưng nàng ta cũng phản ứng nhanh, xoay người chạy vào điện thiên ma, hiện tại có lẽ chỉ sư phụ mới có thể đối phó với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhìn Trương Thiến chạy vào đại điện, hừ lạnh đuổi theo. Khoảnh khắc bước vào đại điện, Dương Bách Xuyên đối mặt với một kình phong cường đại, cũng may hắn đã chuẩn bị tâm lý trước, không chút hoang mang bổ một nhát chém. Sau một tiếng rung động nặng nề, Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, là một thân hình dày đặc sát khí đáp xuống từ đỉnh đầu của hắn. Đại tôn! Sau khi thấy rõ ràng, trong lòng Dương Bách Xuyên kinh sợ, trở nên cẩn thận, hắn có thể cảm nhận được đại tôn này chỉ là một phân thân sát khí, không phải chân thân. Lúc này Dương Bách Xuyên hiểu ra, xem ra ma đầu đại tôn đã bước vào phân thần cảnh. Phân thân chính là minh chứng. Cũng không biết lão ma đầu này tu luyện kiểu gì, mỗi lần gặp nhau tu vi của lão ta cũng tăng lên như tên lửa. Dương Bách Xuyên, người đúng là âm hồn không tan, bản tôn đi đến nơi nào cũng có thể bị ngươi tìm ra. Ma đầu đại tôn lơ lửng giữa không trung, hóa thành một luồng ma khí lao về phía chính giữa đại điện. Lúc này Dương Bách Xuyên mới nhìn thấy, ở chính giữa đại điện này có một tế đàn, trên tế đàn có chứa ma khí, phân thân của ma đầu đại tôn lao vào trong ma khí. Chính xác hơn là âm sát khí. M sát khí nơi này nồng đậm đến mức hóa thành thực chất, tất cả đều hội tụ ở trên tế đàn cao khoảng 9 trượng. Dương Bách Xuyên đoán có lẽ ma đầu đại tôn này đã dùng bí pháp gì đó hội tụ tất cả âm sát khí dưới vực sâu lên nơi này. Phóng tầm mắt ra xa, cả người Dương Bách Xuyên bị chấn động, trên tế đàn xuất hiện một đám nữ nhân, ánh mắt tan rã không hồn, sự sống của các nàng bị hút hết vào trong tế đàn. Bởi vì bị âm sát khí dày đặc cách trở, Dương Bách Xuyên không thấy rõ, trong mấy chục nữ nhân trong tế đàn có mẫu thân hay không, trong lòng khẩn trương, đang định tiến lên, bên ngoài vang lên tiếng chém giết và tiếng kêu thảm thiết. Quay đầu lại thì thấy phụ thân Dương Quốc Trung đi vào, có lẽ lối của phụ thân có trở ngại nên chậm hơn hắn nửa bước, hiện tại mới đuổi đến. Cha, ta đi đánh với đại tôn, người đi lên tế đàn tìm người. Từ lúc nhìn thấy Trương Thiến, Dương Bách Xuyên chưa hỏi qua vấn đề mẫu thân có ở đây hay không. Nếu hỏi ngược lại sẽ nhắc nhở Trương Thiến, không chừng người đàn bà điên này sẽ lại có thêm một át chủ bài áp chế hắn. Được, con hãy cẩn thận. Dương Quốc Trung vừa đi vào đã nhìn thấy tình huống một đám nữ nhân trên tế đàn, trong lòng sốt ruột cũng không nói nhiều. Hai cha con một trước một sau đi vào tế đàn. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền đến từ trong ma khí dày đặc. Sau đó ma khí nhanh chóng co rút lại. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên nhìn thấy ma đầu đại tôn và Trương Thiến xuất hiện trên tế đàn. Dương Bách Xuyên, hôm nay xem bản tôn khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Ma đầu đại tôn lạnh lùng nói. Những lời này trả lại cho ngươi. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Dương Bách Xuyên nói xong lao về phía tế đàn. Ma đầu đại tôn nhìn cha con Dương Bách Xuyên bay đến, cười lạnh. Nói với Trương Thiến, bảo vệ tế đàn, nếu cần thiết hãy dùng trần hồn linh triệu hoán vực sâu ma long, sắp hoàn thành dựng dục ma châu, chờ vi sư nuốt ma châu thì có thể khôi phục lại tu vi đỉnh cao, nhớ kỹ. Sư tôn yên tâm, đệ tử đã rõ. Trương Thiến gật đầu, chỉ có nàng ta biết đại tôn tu sửa tế đàn bắt giữ nữ nhân hấp thụ sự sống của các nàng, thật ra không phải tu luyện ma công mà là chăn nuôi ma long, một hồn ma long cường đại, chờ ma long chui ra. Sẽ có Long Châu hoặc Ma Châu, đến lúc đó sư phụ có thể mượn sức mạnh của Ma Châu để khôi phục tu vi. Trấn hồn linh trong tay chính là chỗ dựa của nàng ta. Trương Thiến không nghĩ đến Dương Bách Xuyên còn có trợ giúp, cũng là một cao thủ xuất khiếu đại viên mãn. Nàng ta mới là nguyên anh cảnh, đối diện trực tiếp với cao thủ xuất khiếu cảnh, một cái tát của đối phương có thể chụp chết nàng ta. Nhưng nàng ta đang ở trên tế đàn, có thể mượn dùng lực lượng âm sát. Trong tay cũng có trần hồn linh, cho dù đối mặt với xuất khiếu cảnh nàng ta cũng không sợ. Bên kia, Dương Bách Xuyên nhìn thấy ma đầu đại tôn phi người vọt về phía hắn, lật kiếm đầu long, thi triển ra kiếm kỹ hắc liên. Hai đóa sen đen bay thẳng đến đầu của ma đầu đại tôn. Thần thông kiếm kỹ, ma đầu đại tôn là người biết nhìn hàng, trong miệng kinh hô một tiếng, sau đó phất tay hội tụ lại ma khí, trong nháy mắt một kết giới ma khí hình thành một tấm chắn. Ngăn cản kiếm kỹ hắc liên. Rầm rầm. Tiếng nổ rung trời, kết giới của ma đầu đại tôn bị kiếm khí hắc liên phá hủy.
Còn tưởng rằng có thể ngăn chặn công kích của Dương Bách Xuyên, ai biết tình huống có biến, sau khi kiếm khí hắc liên nổ tung, hóa thành 24 cánh sen đen, nổ bắn lên trên người lão ta. Gào! Ma đầu đại tôn tức giận gầm lên, nhưng thân thể lại bị cánh hoa sen đen của Dương Bách Xuyên nổ tung, hóa thành ma khí. Dương Bách Xuyên có chút không rõ, từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ có thể xử lý được ma đầu đại tôn tu vi phân thần cảnh sơ kỳ. Nhưng sự thật hiện lên trước mắt, ma đầu đại tôn bị kiếm kỹ hắc liên của hắn nổ tan xác, hóa thành ma khí. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên mỉm cười, còn tưởng rằng như thế nào, dù sao hiện tại hắn cũng là xuất khiếu đại viên mãn, mặc dù một chân cũng có thể bước vào ngạch cửa của phân thần cảnh sơ kỳ, lúc trước cũng giết chết một phân thân của Nghiêm Tông Thanh bằng thực lực của bản thân, hiện tại có thể giết chết một thân thể bị đoạt xá của ma đầu đại tôn cũng không có gì lạ. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu lại lóe lên một suy nghĩ. Từ từ, không đúng, phân thân, là phân thân. Đột nhiên Dương Bách Xuyên nhớ đến, thiên phú thần thông của cường giả phân thần cảnh là hóa thân, Nghiêm Tông Thanh có phân thân, chẳng lẽ ma đầu đại tôn lại không có. Nhưng dù hắn nghĩ đến vẫn chậm một bước. Bịch, phụt, sau lưng ăn một đòn trực diện, phun máu, thân thể hung hăng rơi xuống đất như diều đứt dây. Ầm đùng. Cảm giác xương cốt trên người bị đứt mấy cái, toàn bộ mặt đất chấn động. Tiểu tử, cũng có chút thực lực, vậy mà có thể giết chết một phân thân của bản tôn, hiện tại chết đi. Dương Bách Xuyên vừa rơi xuống mặt đất, còn chưa kịp thở, bên tai vang lên âm thanh lạnh lẽo của đại tôn, vừa nhấc đầu đã nhìn thấy ma đầu đại tôn duỗi tay thành móng vuốt dừng trên đầu hắn. Dương Bách Xuyên hô to trong lòng, mạng ta xong rồi. Nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng sau đó Dương Bách Xuyên lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ma đầu đại tôn. Hừ! Kinh ngạc nhìn lại, lại thấy ma đầu đại tôn bay ngược ra ngoài, trước mặt hắn lơ lửng một con sâu tỏa ánh sáng bảy màu. Sâu Dương Bách Xuyên vui mừng kêu lên. Không nghĩ đến sâu lại thức tỉnh vào thời điểm quan trọng bảo vệ chủ. 3 năm trước, sau khi cắn nuốt cổ trùng trong đan điền của Mạnh Trường Thanh, sâu vẫn luôn ghé vào trên tóc hắn ngủ say tiến hóa, hôm nay ở thời điểm quan trọng bị ma đầu đại tôn đâm tỉnh. Mặc dù không biết sâu dùng thủ đoạn gì đánh bay ma đầu đại tôn ra ngoài, nhưng chắc chắn hiện tại sâu rất mạnh. Phải biết rằng cổ trùng mà sâu cắn nuốt chính là dị vật Mạnh Trường Thanh mang ra từ trong di tích của trận pháp thượng cổ. Quan trọng hơn, cổ trùng trong đan điền của Mạnh Trường Thanh đã cắn nuốt tu vi ngàn năm của Mạnh Trường Thanh để tồn tại, sau đó bị sâu cắn nuốt. Hiện tại Dương Bách Xuyên cũng không biết sâu có thiên phú thần thông gì, dù sao hắn chỉ nhớ lúc trước sư phụ Vân Thiên Tà từng nói, loại dị vật thiên địa như sâu, mỗi một lần tiến hóa, lần sau sẽ cường đại hơn lần trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 75.